đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Một số mã giảm giá sập sàn cho các bác trong ngày hôm nay. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn đeo đầu 5 bóng này. Đó, đèn đeo đầu 5 bóng đây. Đấy, nó sẽ có bao gồm cho các bác một cái quai đeo như này các bác đeo vào đầu này, một cáp sạc này và đèn nó sẽ có 5 bóng như này. Đó, đây, bật lên các bác này, rất sáng luôn nhá. Đấy, lên cho em là đèn đeo đầu 5 bóng nhá. Con này thì siêu sáng luôn. Đó, 5 bóng liền. Các bác có thể dùng là 4 bóng hai bên hoặc là một bóng ở đằng trước như này hoặc dùng tất cả này, tùy theo nhu cầu các bác nhá. Đấy, rất sáng luôn, độ sáng của nó này. Các bác lên cho em là đèn đeo đầu 5 bóng nhá. Đấy, đèn 5 bóng này, đèn 5 bóng, giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Giá siêu rẻ luôn, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cúc áo. Cái đèn cúc áo này bao nhiêu? Đây các bác nhá. Đấy, một con đèn cúc áo như này giá thanh lý cho các bác chỉ còn 20.000 thôi. Bật lên các bác này. Đấy. Rất sáng luôn nhá. Đó, có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đấy, các bác thấy không? Rất chất lượng luôn. Giá của nó sẽ là 20.000 nhá, 20.000. Có treo móc khóa này, có khui bia và có cả 500 hit như này nhá, có cả 500 hit như này. Đầy đủ trọn bộ sản phẩm như này. Giá của nó sẽ là 20.000 nhá. Lên mã giúp cho em là đèn cúc áo, giá sẽ là 20.000, giá cực rẻ luôn. Đấy, đèn cúc áo nhá, đèn cúc áo này. Đèn cúc áo, giá của nó sẽ là 20.000 nhá, 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thuốc trị Long Ben Hắc Lào nhá. Đấy, chuyên bị Long Ben Hắc Lào này. Bác nào Long Ben Hắc Lào thì dùng cái này cho em. Đó, Long Ben Hắc Lào giá sẽ là 25.000 cho một tip như này. Bác nào bị Long Ben Hắc Lào rồi các cái bệnh về nấm ngứa tay chân thì dùng cái này cho em. Đấy, con này dùng cực kỳ là nhạy luôn, em bán có khách mua cả 10 tip luôn nhá. Mua cho mình, mua cho đại gia đình nhà mình luôn, mua hộ người khác luôn nhá. Đấy, lên cho em là Long Ben Hắc Lào, giá sẽ là 25.000 một tip nhá, 25.000 một tip. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nạo lưỡi nhá. Cái nạo lưỡi này bao nhiêu đây? 20.000 cho một con nạo lưỡi như này nhá. Ở đây thì nó sẽ là một con nạo lưỡi bằng inox và có kèm sẵn một cái hộp này luôn. Đấy, thì đây, khi nạo này các bác đưa này, các bác nạo lưỡi cho em này, vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng lợi rất là ok. Giá sẽ là 20.000 cho một cái nạo lưỡi như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá. Giá sẽ là 55.000 cho một cái bộ bàn chải điện như này. Đấy, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân bàn chải này, một thân máy, 4 đầu bàn chải luôn và một cáp sạc nhá. Bình thường đấy các bác đi mua một cái bàn chải đánh răng như này đã phải mất là 15.000 rồi. Thế mà đây các bác nhận được một thân máy, 4 đầu bàn chải, một cáp sạc luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đây. Đấy, độ rung của nó rất là mạnh nhá. Đấy, độ rung của nó rất là mạnh luôn các bác này. Đấy. Rung rất là mạnh luôn các bác này. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là đi 55.000 thôi. 55.000 cho một cái bộ bàn chải điện như này. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện, giá sẽ là 55.000 nhá. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn, bàn chải điện 55.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bộ dao 6 món nhá. Đây, bộ dao 6 món chuyên thái này. Đấy, đây nó sẽ là một cái giá đỡ của nó này các bác này. Đấy. Giá sẽ là 150.000. 150.000 cho một cái bộ dao như này. Đấy, 150.000 thôi. Đây nhá, các bác này. Đấy. Đây đây là cái giá đỡ của nó này. Cái giá đỡ của nó các bác này. Đấy, giá đỡ của nó đây các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái bộ dao như này các bác này, một cái bộ dao đây. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái bộ dao bao gồm là ba con dao nhá, ba con dao. Đấy. Con này là con dao thái các bác này. Đấy, dao thái này. Đấy, con thái bản to này, rất là sắc luôn các bác nhá. Đó. Dọc được cả dây bóng này là các bác biết rồi. Nói chung là dòng này thì nó là thuộc cái dòng là siêu bén này các bác nhá. Đấy. Đấy. Dòng này thì nó mỏng thôi nhưng mà nó rất là bén quá. Đấy, nó rất là mỏng thôi, nó không có dày đâu. Đấy. Đây, đấy, các bác thấy chưa? Đó. Bộ dao 6 món chuyên thái nhá. Bộ này chỉ chuyên để thái thôi, liếc này. Đó, liếc này. Kéo này. Kéo này thì các bác dùng để cắt gà, cá, thực phẩm, thức ăn, cắt nem đều được hết nhá. Có cả khui bia mà nắp chai đầy đủ này. Đấy, tiếp theo là đến một con dao vừa nữa này. Con này thì không thể chặt được đâu, con này chỉ dùng để băm nhẹ thôi. Băm nhẹ thôi, nó nặng khoảng 2 lạng thôi này. Đấy, nhưng mà cũng rất là bén luôn các bác nhá. Rất là bén luôn. Đó. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 con dao này. 3 con dao, một kéo, một liếc. Một kéo, một liếc nhá. 3 dao, một kéo, một liếc như này. Chọn bộ sản phẩm, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 nhá. 150.000 cho cái bộ sản phẩm như này các bác này. Đấy, 150.000. Đấy, 150.000 cho cái bộ đẹp như này. Đấy, có giá đỡ hẳn hoi, các bác có thể để mình trưng bày trong gian bếp nhà mình rất là đẹp luôn nhá. Ba con dao, một liếc và một cái kéo như này. Đấy, 150.000. Đấy, bộ dao 6 món chuyên thái nhá. Đấy. Tên cho em là bộ dao 6 món chuyên thái này. Bộ dao 6 món nhá. Con này chỉ chuyên để thái thôi. Chuyên thái nhá. Đấy. Bộ dao 6 món chuyên thái, giá sẽ là 150.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là con dao thái của Nhật nhá. Đấy.
Các bác lên cho em là dao gọt thai nhá, dao gọt thai. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 cho con dao gọt thai như này. Đấy 70k một con các bác này. 80.000 các bác nhá. Đấy 80.000. Đấy. 80.000 cho một con dao gọt thai này con này. Dòng này thì siêu bén luôn các bác. Đấy. Dọc giấy bóng là như này là các bác biết rồi, dùng cẩn thận không đứt tay cho em. Chuyên này dùng gọt hoa quả chiều dài khoảng 20cm nhá. Đây, hàng nội địa của Nhật, Wabo Japan các bác này. Đó, đây. Japan này các bác này. Đó, đây. Japan nhá. Wabo Japan các bác này. Đó, có thấy không? Đây. Đấy. Các bác lên cho em là dao gọt thai nhá. Giá của nó sẽ là 80k. Đó. Lên mã giúp cho em là dao gọt thai này. Gọt thai, giá sẽ là bằng 80k nhá. 80.000 cho con dao gọt thai như này. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khò ga bằng đồng nhá. Khò ga bằng đồng này bao nhiêu đấy? Giá sẽ là 80.000 cái khò ga bằng đồng như này, 80.000 này. Con này bằng đồng đúc nguyên khối như này nhá. Bằng đồng đúc nguyên khối như này thì rất là tiện ích này, có điều chỉnh gió này, điều chỉnh gió rồi điều chỉnh lượng ga này. Và con này thì về nhà các bác phải mồi nhá chứ không tự động đánh lửa đâu. Đấy con này về nhà thì các bác phải mồi vào cho em. Đó. Lên mã giúp cho em là khò ga đồng nhá. Khò ga đồng, giá sẽ là 80k. Đó. Khò ga đồng này, giá của nó sẽ là 80k cho một con khò ga đồng như này, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thước laser nhá, thước laser. Con này thì sẽ bao gồm cho các bác là một con thước rất là xịn sò luôn. Ở đây thì về nhà các bác tháo cái phần cản pin này ra cho em này. Đấy cái này để cản pin các bác tháo ra cho em nhá. Bật công tắc lên này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là tia laser đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là lấy đứng và lấy vuông đây các bác này. Đây. Đây em dọi lên tường nhìn rất là rõ luôn các bác nhìn trên tường này. Đó các bác thấy không? Đây. Đấy các bác thấy chưa? Đó dọi lên tường rất rõ luôn nhá. Đây. Đấy các bác thấy chưa? Nhìn trên tường này rất rõ luôn. Đó lấy thăng bằng rất là tốt luôn nhá. Đây. Đấy thì thứ nhất là thước lấy thăng bằng này và nó sẽ có cho các bác là ba cái mực này, đứng thẳng nghiêng này. Đấy ba cái mực thước đây, đứng thẳng nghiêng này. Có cho các bác là một cái thước 15 cm như này. Đó. Toàn bộ sản phẩm như này. Các bác lên cho em là thước laser nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên cho em là thước laser. Giá của nó sẽ là 90k cho một em thước laser như này nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cặp chống gù lưng của Nhật này. Đấy. Cặp sách chống gù lưng của Nhật thì đây nó sẽ là một cái cặp rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, đây. Cặp sách chống gù lưng đây các bác này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Ở đây thì nó sẽ là một con cặp như này, giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy thì con này là hệ thống quai đeo quai yếc là để chống gù lưng rất là tốt luôn nhá. 130.000 thì các bác có thể mua về để làm quà cho các em bé nhà mình. Đấy bây giờ mình ra ngoài cửa hàng mua một cái cặp chất lượng của nó cũng phải hàng 300-500.000 mà chưa chắc đã đảm bảo được cái độ chống gù lưng đâu. Nhưng mà con này thì nó sản hàng của Nhật, nó thiết kế để các em đeo. Đấy khoác sách vào nó chống gù lưng rất là tốt luôn nhá. Cặp chống gù lưng, giá của nó sẽ là 130k cho một con cặp chống gù lưng như này. Thì con này khá là tiện dụng để cho các bác, cho các em nó dùng để mình để đi học đi hành nhá. Đấy đựng sách đựng vở rất là tuyệt vời luôn. Có quai đeo quai sách chống gù lưng rất là tốt nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lư đồng trơn nhá. Đấy lư đồng trơn như này. Đây nó sẽ là một cái lư đồng trơn. Giá sẽ là 170.000. Các bác có thể mua thêm nhang trầm về để mình đốt này. Đấy cái này là mình để nhang lên này. Đấy. Cái này là cái chống cháy nhá. Chống cháy thì các bác về các bác bỏ cái này ra cho em này. Đấy, bỏ cái này ra cho em. Sau đó thì cho cái này vào. Đấy và sau đó thì các bác đặt nhang vào đây mình xông này. Đấy. Hoa văn hình vân mây rất là đẹp này. Đấy. Lên cho em là lư đồng trơn nhá. Con này sẽ là 170.000. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đẹp chất lượng. Đấy. Chiều dài của nó thì nó sẽ chiều rộng của nó thì vào khoảng gần 10cm và chiều cao của nó thì vào khoảng 5cm nhá. Lư bằng đồng, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là lư đồng trơn. Giá của nó sẽ là 170.000 nhá. 170k cho mấy em lư đồng trơn hàng của Nhật như này. Lư đồng trơn nhá. Đấy. Lư đồng này, đấy, lư đồng trơn. Giá của nó sẽ là 170k nhá. 170.000 cái lư đồng trơn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi cam xanh nhá. Nó có hai màu, màu cam và màu xanh như này. Đấy. Con này thì chuyên dùng để các bác lắp vào các cái nguồn nước nhà mình nhá. Lắp các nguồn nước nhà mình. Đấy thì rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Đây. Nó có hai màu, màu cam và màu xanh này các bác này. Hai màu, màu cam và màu xanh này rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. Chia ra làm hai đường nước nhá, hai đường nước đây, các bác có thể xoáy ra này. Đấy, chia ra làm hai đường nước rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho cái vòi cam xanh này thôi. Đấy, có cả đầu gioăng như này các bác có thể xoáy ra để mình kết nối vào các cái đầu ống dẫn nước nhá, rất tiện ích luôn. Vòi cam xanh, giá sẽ là 50k nhá, 50k. Rồi ok. Tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình xanh nhá, bình xanh hàng của quân đội. Đấy, bình xanh hàng quân đội của Việt Nam mình đây, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Giá thì khá là hợp lý nhá, có quai đeo như này các bác này, có quai đeo như này. Đó. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích này. Bình này của nó là bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy thì cái con 1 lít này giá sẽ là 70.000 nhá. Còn
con 2 lít là 90.000. Đấy thì các bác muốn nhu cầu lấy con 1 lít thì lấy, mà lấy con 2 lít thì lấy. Màu xanh quân đội của Nhật rất là của Việt Nam mình rất là đẹp luôn. Của nó là bằng nhôm nhá, hàng của quân đội Việt Nam mình các bạn. Đó. Đây thì cái là hàng quân nhu của quân đội Việt Nam mình nhá. Đấy thì nó chuyên dùng để các bác mang nước đi. Chất liệu của nó thì bằng nhôm là các bác yên tâm rồi. Đấy bằng nhôm thì dùng rất là an toàn luôn. Nhôm nguyên sinh thì dùng rất là an toàn nhá. Đấy ở đây thì sẽ có cho các bác là con 1 lít và con 2 lít. Đấy, có quai đeo như này, có quai đeo rất là tiện luôn. Bên em về thì có dòng 1 lít và 2 lít nhá. 1 lít là 70.000 và 2 lít là 90.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là bình xanh nhá. Bình xanh thì cái này các bác chỉ dùng để đựng nước lọc thôi, đựng nước lọc hoặc là các cái dòng nước uống, nước thuốc. Đấy mình mang đi học, đi làm, đi công tác rất là tiện, quăng quật thoải mái. Các bác ra ngoài bờ ruộng bờ giếc mình mang đi cho em nó rất là tiện này. Bằng nhôm như này nhá. Bằng nhôm như này dùng nó rất là thích luôn. Đấy không lo bị độc biết các kiểu con là điều luôn nhá, rất tiện luôn. Quai thì có bảo vệ như này, hàng này là quân nhu của quân đội Việt Nam mình. Lên cho em là bình xanh nhá. Đấy bình xanh 1 lít thì sẽ là 70k nhá, và 2 lít thì sẽ là 90k. Đấy lên mã cho em là bình xanh. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hộp tăm đây. Hộp tăm này thì nó sẽ là hộp tăm đồng nhá. Đây, chất liệu của nó thì là bằng hợp kim mạ đồng, nhưng bên em gọi nó là hộp tăm đồng cho nó dễ. Hộp tăm đồng như này. Đấy các bác cho tăm vào thì nó sẽ là đẩy lên, nó sẽ đẩy lên nhá, rất là tiện luôn. Đó, không dùng mình lại sập xuống, đẩy lên như này rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 cho một cái hộp tăm đồng như này. 95.000. Đấy, rất tiện luôn, các bác cứ cho tăm vào đây cho em là xong. Rất tiện nhá. Siêu tiện ích luôn. 95.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là hộp tăm đồng, giá sẽ là 95.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bình tưới cây 2 lít nhá. Bình tưới cây 2 lít như này. Đấy. Bên em gọi nó là hồ lô tưới cây nhá. Hồ lô tưới cây. Dung tích của nó là 2 lít, hàng nội địa của Nhật nhá. Con này thì nó sẽ có các chức năng, thứ nhất là bơm nó rất là khỏe và nhanh này. Có van xả hơi này. Đấy. Bơm áp này, có van xả hơi nhá. Có van xả hơi này, rồi điều chỉnh phun xương và có chế độ khóa tay như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là hồ lô tưới cây. Giá sẽ là 110.000 nhá, 110k. Hồ lô tưới cây của Nhật nhá. Hồ lô tưới cây này. Đấy. Hồ lô tưới cây. Giá rất hợp lý luôn, chỉ có 110.000 cho cái hồ lô tưới cây này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái cặp nam nhá. Túi nam, túi nam. Đấy. Thì nó sẽ là hàng của quân đội. Hàng của quân đội Nhật như này, này. Hàng quân đội Nhật rất là đẹp luôn này. Đấy. Các bác lên cho em là túi nam này. Đấy, hàng quân đội Nhật nhá. Các bác có thể dùng để mình gọi là rất là tiện ích luôn. Đấy, rất tiện ích luôn, thì các bác thứ nhất là mình dùng để mình mang đồ đi làm này, đi chơi, đi học, đi du lịch này. Đấy, mở rộng ra thì nó khoảng 10 cm, chiều cao thì vào khoảng là 25 cm, chiều rộng là 20 cm. Rất nhiều ngăn luôn. Khá là nhiều ngăn nhá. Đấy, rất nhiều ngăn. Quai đeo, quai sách đàng hoàng, ngăn trước, ngăn sau, ngăn trong, ngăn ngoài. Rất nhiều ngăn luôn nhá. Quai đeo, quai sách đàng hoàng. Giá sẽ là 101 nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi nam nhá. Túi nam. Đấy, hàng quân đội Nhật cực kỳ xịn sò cho bác luôn. Lên cho em là túi nam, giá sẽ là 110.000 nhá. Túi nam 110.000. Sẽ đưa cho anh cái này đi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái xịt chuột nhá. Đấy, đây. Xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn này, hàng nội địa của Nhật, made in Japan này các bác này, made in Japan. Hai cái nồi bỏ đây, cái mũ này. Made in Japan luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 cho một lọ xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn như này, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, made in Japan này. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng trong các cái khu vực như là các cái thành phố lớn này, hoặc là các cái khu công nghiệp này, hoặc là nhà dân, thì họ chuyên dùng cái này, bỏ cả cái ô tô đây. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới 35k nhá. Lên cho em là xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn. Xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn giá sẽ là 35k cho một lọ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai xịt muỗi nhá. Đấy, con này thì muỗi kiến dán, trọng tâm của nó vẫn là xịt muỗi này. Đấy, trọng tâm của nó là xịt muỗi. Ngoài ra thì kiến dán cũng ok. Giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một chai xịt muỗi kiến dán như này. Thì ví dụ nhà các bác ở khu vực nào mà nhiều ruồi muỗi kiến dán thì các bác xịt vào cho em, rất tiện ích luôn. Cũng hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp, giá thì chỉ có 30k thôi. Đặc trị muỗi cho em luôn nhá. Đặc trị muỗi luôn, lên cho em là xịt muỗi nhá. Giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái một cái mẫu đó là cái mũ chống nắng nhá. Mũ chống nắng như này các bác này. Đấy. Con này thì bên shop có mấy màu, màu xanh, màu xám và màu đen. Đấy, màu xanh, màu xám, màu đen, các màu linh tinh. Đó, đây thì em sẽ đội thử cho các bác xem. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy thì các bác dùng trực tiếp nó khá là tiện. Nam đang nắng nóng này, các bác đội cái này cho em này. Đấy. Thì đằng sau nó sẽ che hết như này các bác này. Đấy. Đằng sau nó sẽ che hết cho các bác luôn. Còn nếu mà các bác mà không muốn che đằng trước thì các bác thả cái này cho em này. Đây nó sẽ có một cái lớp lưới và cái chun như này. Đấy, đây. Nó che cả mặt cho các bác luôn. Che mặt này, có lỗ thở này. Rất tiện luôn nhá. Đó. Giá thì sẽ là các bác lên cho em là mũ chống nắng nhá. Mũ chống nắng như này. Đấy, chống nắng đằng trước đằng sau đội vào là kín mít luôn. Mùa hè thì các bác dùng con này rất là yên tâm. Đấy.
Hàng này thì cực kỳ là trần kỹ, rất là ngon lành cho bác luôn. Màu xanh quân đội, màu bia, màu đen, các màu các bác nhá. Đó, đặc biệt cái màu xanh quân đội này nó rất là sạch này. Đấy, có phần lưới thoáng này, có cái phần mũi lưỡi chai như này, các bác dùng để đi ra ngoài đồng, làm áng, làm vườn rất là ok. Nên cho em là mũ chống nắng nhá. Giá sẽ là 70k cho em mũ chống nắng này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái một cái mẫu nồi lẩu mini nhá. Nồi lẩu mini. Đấy, các bác lên cho em là nồi lẩu mini 2 tầng. Đấy. À nồi lẩu mini thôi. Đấy, nồi lẩu mini như này thì có cho các bác là dung tích vào khoảng là 600ml các bác nhá, 600ml nhá. Đó. Thì các bác có thể dùng để hấp này, hoặc là dùng để ăn lẩu trực tiếp, hoặc nấu mì nấu miếng cũng ok. Đấy. Con nồi lẩu mini này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một con nồi lẩu mini như này nhá. Đây cho em là nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000, có hai số như này các bác này. Đấy, có hai số này rất là tiện luôn. Đấy, các bác có thể dùng hấp bánh bao này, làm hấp xôi này. Đấy, hoặc là dùng ăn lẩu trực tiếp hoặc ăn mì, các bác dùng cái này cho em rất là tiện. Ăn đậu sốt cà chua mà muốn nóng thì các bác dùng cái này cho em, hoặc là làm tí lẩu tí liếc hai ông bà rất tiện ích nhá. Hoặc là mang đi công ty này. Đấy, nấu mì nấu miếng rất là tiện, cắm điện vào là thả nước vào là xong. Đấy. Nồi lẩu mini 150.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái mã nồi đó là cái nồi kho cá nhá. Nồi kho cá, con này thì nó sẽ là nồi nóng chậm. Đấy, nó bằng gang rất là dày này. Đấy, các bác nghe chưa? Bằng gang rất là dày luôn, bằng gang nhá. Đấy, à, bằng sứ các bác nhá, bằng sứ rất là dày luôn. Thì cái này của nó về nhà mà các bác cắm điện là nó sẽ không nóng ngay đâu. Đấy, nó sẽ phải từ khoảng 1 tiếng trở lên nó bắt đầu nó nóng, và mình cắm một cái nồi trà, nồi nấu cháo hoặc là kho cá là phải cả buổi luôn nhá. Dung tích 2,5 lít này, 235W này, điện 220V này, hàng của Matika nhá, Matika. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, thì các bác về con này thì bên em lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày, các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, có các nấc này. Đấy, thứ nhất là tắt này, thứ hai là chậm nhanh và tự động này, thì các bác muốn dùng nấc nào thì dùng. Đấy. Các bác về kho cá thì không cần phải cho nước đâu, cứ thế là mình dùng thôi, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? 290.000 nhá. Các bác lên tiên là nồi kho cá nhá. Một con nồi kho cá như này giá sẽ là 290.000 cho cái mã nồi kho cá này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ô tô đồ chơi nhá. Một hộp này là 30 chiếc này. 30 chiếc nhá. Kích thước của nó thì là tương đương nhau, nhưng mà đổi lại thì nó sẽ rất là nhiều mẫu xe khác nhau nhá. Kích thước tương đương nhau nhưng mà rất nhiều mẫu xe khác nhau. Và con này thì nó sẽ là chế độ chạy tự động này các bác này. Đấy, đây. Đấy, bác thấy không? Đấy, chạy rất là tít luôn các bác này. Đó. Thì các dùng cót nhá, dùng một cót này rất là tiện luôn. Đấy. Một hộp này là 30 chiếc, giá này sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho 3 chiếc này, chứ tính là chưa đến 2, chưa đến 3.000 một chiếc, hơn 2.000 một chút thôi. Đấy, các bác đã có cho em là 30 chiếc ô tô như này. Đấy, lên cho em là ô tô đồ chơi nhá. Đấy, hộp ô tô đồ chơi này. Hộp ô tô đồ chơi nhá. Đồ chơi. Giá sẽ là 80k một hộp nhá. 80.000 hộp 30 cái luôn. Lên trên 30 cái nhá. 30 cái tha hồ cho các em chơi. Và sức sáng tạo luôn, hộp ô tô đồ chơi như này. Giá sẽ là 80.000. Rồi ok. Các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái đèn 4 cánh nhá. Đấy, đèn 4 cánh như này. Đấy, đèn 4 cánh mini. Đấy, bóng đèn 4 cánh mini. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là 28W, siêu sáng luôn. Đấy, 28W nhá, siêu sáng luôn và rất là nhỏ gọn. Các bác có thể dùng để mình decor trang trí này, hoặc là lấy sáng này. Đấy, rất sáng luôn các bạn. Đấy, công suất của nó là 28W và có thể gấp gọn như này, thì mình có thể mang đi công trình hoặc sử dụng ở nhà, rất là tiện ích. Giá thì sẽ là 40.000 nhá. 40k cho một cái quả bóng 28W như này thôi. Đó, rất sáng luôn các bạn. 28W mà nó phải sáng như kiểu là 560W đấy nhá, rất là sáng. Và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có 40 cành thôi. Đây, công suất của nó là 28W này. Đó. Rất tiện ích nhá. Nó chỉ gọn trong vòng nắm tay này thôi. Các bác dùng thì rất là tiện. Đấy, giá hợp lý nhá. Lên cho em là bó như bút này. Đèn 4 cánh mini nhá, 4 cánh mini. Giá sẽ là 4 cánh mini giá sẽ là 40.000 nhá. 40k cho một con đèn 4 cánh mini như này. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 4 cánh mini này. 4 cánh. 4 cánh mini. Giá sẽ là 40k, nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm nó là cái bình xịt nhớt các bác này. Con này thì các bác dùng để tra dầu, tra nhớt, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó, dùng để mình xịt vào các cái vị trí khó thì nó có thể ngoắt ngéo được như này nhá. Giá thì con này bên shop đợt này về cho các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đấy, chỉ có 35.000 cho một con bình xịt nhớt này thôi. Lên mã em là bình xịt nhớt nhá. Giá sẽ là 35k cho một chiếc như này. Hàng bán thanh lý giá cực tốt cho bác luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác này. Đấy, thương hiệu Kabushi, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Đấy, đầu vòi này có thể ngoắt nghéo này. Con này thì nó sẽ là bằng thép và sơn tĩnh điện. Sơn tĩnh điện bên ngoài, bên trong thép sáng bóng này.
Đấy, và đầu này có lưới lọc như này, khi các bác bóp bơm xịt như này thì rất là tiện ích luôn. Giá thì riêng hôm nay thanh lý cho các bác giá chỉ còn 35.000 cho một con bình xịt nhớt này thôi, 35k nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Đấy, khăn ướt lau bếp thì đây nó sẽ là một cái khăn ướt như này, và đây nó sẽ có tẩm sẵn xà bông và các cái chất tẩy rửa rồi. Các bác chỉ cần lau này cho em là xong này. Đấy, lau thì khi mình lau thì cái xà bông nó sẽ ra này. Đấy, cái xà bông nó sẽ ra thì giúp cho các bác là vệ sinh bàn bếp này, các cái đồ mà liên quan đến dầu mỡ là lau nó rất là sạch luôn nhá. Đấy, thì các bác không cần phải dùng khăn nữa, nó rất là bất tiện. Giá thì sẽ là 25.000 nhá. Khăn ướt lau bếp này. Khăn ướt này. Đấy. Khăn ướt lau bếp nhá. Lau bếp giá sẽ là 25k trên một bịch như này. Một bịch này của nó là tới 80 chiếc nhá, tới 80 cái luôn, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, rất tiện ích luôn. Đây là bịch khăn ướt lau bếp đa năng, một bịch to như này sẽ có 80 miếng. Đấy, 80 miếng luôn. Chắc chắn nên khi lau sẽ không lau bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi, nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn. Với một chiếc khăn này sẽ dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bếp từ, bụi bẩn bám trên bề mặt của lò vi sóng, tủ lạnh, máy hút mùi hay đồ gia dụng khác. Với chiếc xuất hương chanh thơm mát, an toàn cho da tay, khử mùi dầu mỡ nhanh chóng, hiệu quả, dùng một lần nhà bếp đầy mùi hương. Đó, đây các bác này. Và nó là dạng là bằng khăn vải như này, rất là dai luôn. Thì các bác có thể dùng để mình lau bếp này, thì lau bàn, lau ghế này, rồi nói chung là lau đa di năng luôn. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là một cái dầu, nó sẵn tẩm sẵn dầu ở đây rồi. Các bác chỉ cần lau đi như này cho em là xong. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ điện trắng nhá. Ổ điện trắng như này. Trước thì em có bán cái ổ xanh hết rồi. Đợt này về cho bác cái dòng ổ trắng này thì nó sẽ cao cấp hơn một chút nhá. Đấy, dây thì nó sẽ dài khoảng là, dây dài thì tính từ đầu ổ này đến đầu kia thì nó vào khoảng là gần 2 mét nhá. Đây, có công tắc, có điện báo luôn nhá. Đây, có công tắc này, công tắc có điện báo các bác này. Đấy, có điện báo như này các bác nhá. Đây, công tắc đóng ngắt này và có điện báo đỏ như này nhá. Thì rất là tiện để các bác sử dụng này. Ở đây sẽ có hai chân USB này và 1 2 3 4 5 6 7 chân ổ cắm luôn nhá. 7 chân ổ cắm, 2 chân USB. Đấy, và có công tắc đóng ngắt như này rất là tiện. Dây thì dài khoảng là gần 2 mét nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ trắng nhá. Ổ trắng này. Ổ trắng giá của nó sẽ là 60k cho mấy em ổ trắng như này nhá. 60.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái hộp ô tô đồ chơi nhá. Đây. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, một hộp ô tô như này. Cái hộp ô tô đồ chơi như này nhá. Một hộp này của nó thì là sẽ là 30 chiếc nhá, 30 chiếc. Đấy, đây cái nắp đậy của nó này. Đấy, nắp đậy của nó đây. Một hộp này là 30 cái thì tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 30 chiếc thì các bác dùng cho cả nhà chơi được luôn. Đấy, đây. Đấy. Hộp này sẽ là 30 cái nhá. Đây, có đầy đủ các màu, các mẫu, các kích thước khác nhau luôn. Tha hồ cả nhà chơi được luôn các bác này. Đấy. Và con này của nó thì nó sẽ là dòng cốt như này các bác này. Đấy. Dòng cốt như này thì rất là tiện. Một hộp này của nó là 30 chiếc nhá. Hộp này là 30 chiếc các bác này. Đấy. Đây, cốt nó phi các bác này. Đấy, rất là ngon luôn. Lên mã cho em là ô tô đồ chơi nhá. Đây các bác này. Đây. Đây đây các bác này. Đấy. Đấy, nó phi đi lại các bác thấy không? Đó, phi đi rất là tiện luôn nhá. Đây. Em lại các bác xem này, nó sẽ là dạng cốt như này các bác này. Đấy, dạng cốt này. Đó, các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, con này thì bên shop bán cho bác cái giá đó là 80k nhá. Lên mã cho em là ô tô đồ chơi này. Ô tô đồ chơi nhá. Đó, giá thì sẽ là 80k thôi. 80k trên một hộp như này, và một hộp này của nó là 30 cái luôn nhá. Hộp 30 cái. Tính ra là vào các bác mua vào chỉ là 3 nhân với lại 3 nhân 3. 3 nhân 3 là 9. Chưa đến 3.000 một chiếc nhá. Đấy, 80.000 là chưa đến 3.000 cho một chiếc ô tô như này. Đấy. Một hộp này của nó thì đầy đủ cho các bác luôn. To nhỏ lớn. À, cái kích thước thì nó đều nhau nhưng mà đầy đủ các cái mẫu xe luôn nhá. Đầy đủ các mẫu xe luôn. Xe tải, xe đua, rồi nói chung là công thức 1, rồi nói chung là đầy đủ các bác nhá. Đó. Hộp này sẽ là 30 chiếc nhá. Đây. Đấy, một hộp này là 30 chiếc, hàng cực kỳ là dày dẫn chắc chắn, ren riếc, cót chiếc ngon lành. Giá thì sẽ là 80k cho một cái hộp ô tô như này các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em là ô tô đồ chơi nhá, ô tô đồ chơi. Giá sẽ là 80.000. Đấy, 80k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Miếng dán thải độc chân sẽ là 40k cho một 40k cho một hộp này, bao gồm 50 miếng này. 40k trên một hộp bao gồm 50 miếng. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Để mình dùng khi mà các bác bị tê bì chân tay, đau mỏi, rồi nói chung là các bác bị tê chân. Đấy, thì các bác dùng cái này cho em. Đây, nó sẽ bao gồm là miếng dán và 50 gói thuốc như này. Thì về nhà các bác bóc cái miếng dán này ra, sau đó thì mình dán lên các cái bề mặt của gan bàn chân nhá. 40k thì em sẽ có video thực tế luôn. Lại nhiều dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp,
giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh chưa mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, rất ok nha, giá chỉ bằng một bát phở 40k đấy các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn led nhá. Đấy, đây một con đèn led như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cái cắm trong cái ổ điện này. Nó sẽ có cho các bác là một cái chân cắm như này thì các bác có thể cắm USB này, hoặc là các bác có thể là đấy, tới đây cắm ổ đi vào sao. Đấy, là có chân USB đây. Có đây. Đây. Đấy thì các bác về các bác cắm vào cái chân USB cho em. Đấy, cắm vào cái chân được không? Cắm vào cái chân USB này là cái đèn nó sẽ lên này. Đấy. Thì con này nó sẽ đầy đủ các chức năng cho các bác luôn. Có cả giờ rồi cập nhật nhiệt độ rồi hẹn giờ rồi báo thức các kiểu con này đều luôn nhá. Đây. Đấy, chỉnh giờ chỉnh chiếc ở đây các bác này. Đấy. Thì một con đồng hồ như này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá, 140.000. Đây, nó sẽ là mặt led như này, mặt tráng gương và mặt led như này, có dây đi kèm này các bác này. Đấy. Thì các bác có thể điều chỉnh giờ này, các cái chế độ khác này, tùy theo nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Hẹn giờ này, cập nhật nhiệt độ này, nhiệt độ đang là 23 độ C này. Đấy, rất tiện luôn nhá. Giá thì sẽ là 140.000. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc chân cắm như này, về nhà các bác cắm vào cái USB nhà mình nhá. Đấy, USB nhà mình thôi, rất tiện. Tên mã giúp chị em đó là đồng hồ led nhá, đồng hồ led giá sẽ là 140k nhá. 140k cho một em đồng hồ led như này, 140.000 các bác này, giá hợp lý cho các bác luôn, 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm nhá, thước rút tự hãm đây. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là 5m rưỡi, 5m, 7m rưỡi và 10m, giá thì sẽ là 40.000, 50.000 và 60.000. 10m là 50.000, 7m rưỡi là 10m là 60.000, 7m rưỡi là 50.000 và 5m sẽ là 40.000 các bác này. Rất là tiện ích luôn. Đó. 5m là 40.000, 7m rưỡi là 50.000 và 10m sẽ là 60.000. Rút ra nó sẽ tự hãm như này, rất là tiện này. Số to rõ ràng nha, rất tiện luôn. Đó. Hàng này sẽ là hàng của Nhật đây, Japan các bác này. Đó, Japan. Đấy, em sẽ có 5m, 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. 5m, 7m rưỡi và 10m. Đấy, giá thì sẽ là 40, 50 và 60. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho anh em các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên giặt xả nhá, viên giặt xả. Một hộp này là 5 túi này. Cái này thì vừa chức năng vừa là để giặt vừa là xả luôn thì nó rất là tiện, các bác không cần phải lấy các cái loại nước rồi nước xả các thứ nó phức tạp. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và bên shop sẽ bán theo hộp nhá. Đấy, nếu mua gói này thì sẽ là 20k cho một gói này. Một gói này sẽ là 20 viên nhá, 20 viên. Thì khi giặt các bác có thể dùng 1, 2, 3 viên tùy theo. Đấy. Tiếp theo thì bên shop sẽ bán theo combo là một bịch này, một hộp này sẽ là 5 túi nhá. Đấy, hộp này sẽ là 5 túi và giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cho một hộp này. Đấy. 80k trên một hộp là 5 túi nhá, 5 túi, còn mua lẻ thì sẽ là 20k trên một túi nhá, 20k trên một túi như này. Đó. Các bác lên cho em đó là nước giặt xả nhá, nước giặt xả. Đó. Nước giặt, cái này thì vừa giặt vừa xả luôn, giặt xả này. Chức năng của nhất của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy. Thứ nhất là sạch, thứ hai là thơm và thứ ba là tẩy trắng nhá. Đấy, sạch thơm tẩy trắng rất tiện ích cho các bác luôn. Và nó là thuộc cái dạng viên như này. Các bác chỉ cần là viên gel nó tự tan, các bác chỉ cần ném trực tiếp vào máy giặt luôn, ném trực tiếp lẫn vào quần áo luôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu mini 2 tầng. À các bác lên trên là nồi lẩu mini. Đấy, không phải tránh nhầm với cái nồi lẩu 2 tầng. Nồi lẩu mini thì đây nó sẽ có cho các bác là một cái cáp điện này, một cáp điện này. Đấy, 2 tầng, một cái tầng này là khay hấp này, cái khay hấp này và một khay bình thường như này. Thì các bác có hai công tắc này. Đấy, hai số 1 2. Và các bác có thể dùng để ăn lẩu này, nấu mì này, chiên rán, xào nấu đều ok hết nhá. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu mini. Đấy, nồi lẩu mini. Giá sẽ là 160.000 cái nồi lẩu mini như này nhá. Nồi lẩu mini này. Đấy, lên cho em là nồi lẩu mini. Lẩu mini. Giá sẽ là 160k. Sản phẩm thì nó sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Điện 220V này. Dung tích của nó sẽ là 50Hz và 600W nhá, 600W. Đấy. Và dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là
1 lít gì đấy các bác nhá, vào khoảng 1 lít gì đấy, cũng khá là to luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi lò xo này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái dòng đuôi lò xo như này. Thì rất là tiện nhá. Các bác lên cho em là đuôi lò xo nhá. Con này thì giá sẽ là 35.000 trong cái đuôi lò xo như này. Đấy. 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đuôi lò xo, giá sẽ là 35k. Đấy, 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, có công tắc đóng ngắt này, có công tắc đóng ngắt cho các bác luôn, rất tiện các bác nhá. Đấy, có phít cắm như này các bác chỉ cần xoáy bóng vào là mình sử dụng thôi. Và có thể ngoắt nghéo đưa vào các vị trí các bác có thể dùng để cắm để mình đọc sách này hoặc là di chuyển các thứ đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này thôi. Lên mã giúp cho em là đuôi lò xo, giá sẽ là 35k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ bấc như này này, một bộ bấc như này, một cái bỏ ra đây, bỏ cả mấy cái kia ra đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhá. Đấy thì sẽ là bao gồm là một lọ nước hoa như này và các cái bấc như này, về nhà các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong. Đấy, rút cái bấc này ra cắm vào cho em là xong, rất tiện ích nhá. Thì cái này bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn cho nên rất là thơm đây. Hotel các bác này. Đấy, rất là thơm, mở ra mùi thơm phức luôn. Giá thì chỉ có 30k thôi, lên cho em là nước hoa khách sạn. 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc bằng đồng này. Đấy, hạc bằng đồng. Con này thì sẽ là 70.000 cho một con hạc bằng đồng như này. Đây 70.000 cho một con hạc bằng đồng này các bác nhá. Lên cho em là hạc đồng này 70.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con hạc và một cái lư, một cái lư treo như này, treo lên con hạc nhá. Đấy, lư treo lên con hạc như này các bác này. Đấy, các bác sẽ treo lên cái miệng của nó và các bác dùng để mình đốt trầm. Đấy thì bên em có bán cả lư cả trầm hạc luôn. Đây, đeo lên này cho em này. Đấy, rất đẹp các bác này. Các bác thấy không? Rất đẹp luôn nhá. Giá thì chỉ có 70k cho một con hạc bằng đồng như này thôi và bên em bán kèm cả nhang luôn. Nhang cũng là 70.000 luôn nhá. Đấy, nhang cũng là 70.000 luôn. Hạc 70, nhang 60 à. Đây. Thì các bác lên cho em là hạc đồng nhá. Hạc đồng giá sẽ là 70.000, hạc đồng này. 70k cho một con hạc đồng như này nhá, 70.000 thôi. Tiếp theo thì nó sẽ là cái nhang đây. Nhang này thì về các bác chỉ việc là mình bỏ vào trong cái lư ấy là mình đốt thôi, nó rất là tiện. Đấy. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này thì khá nhiều luôn các bác này. Một hộp này là khá là nhiều luôn. Đấy thì về nhà các bác là cứ thế là mình đốt thôi. Đấy, rất tiện ích nhá. Rất là thơm luôn. Sẽ là 60k cho một cái hộp nhang như này. Lên cho em là nhang hạc nhá. Sẽ là 60k. Đó. 60.000 cho một hộp nhang như này. Hộp này thì rất là tiện để cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Lên cho em là nhang hạc, một hộp này sẽ là 60.000 cho một hộp nhá. 60.000 một hộp nhang hạc như này. Hàng của Nhật, nhang thì hương trầm tự nhiên cực kỳ là thơm luôn. 60k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kẹp đơn nhá. Đấy, kẹp đơn này. Con này thì giá sẽ là 20.000 cho 3 chiếc. 20.000 3 chiếc, em bán từ 3 chiếc trở lên. Đấy, cái độ móc của nó rất là khỏe luôn các bác này. Đây, móc rất là khỏe luôn. Đấy, rất là nặng nhưng mà không vấn đề gì nhá. Đấy, các bác dùng để treo quần, treo áo, treo đồ thì rất là tiện. Đấy, lên cho em là móc đơn nhá, móc đơn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 3 chiếc và lấy cả chục sẽ là 60.000 nhá. 20.000 cho 3 cái và lấy cả chục sẽ là 60.000. Lên cho em là móc đơn nhá. Đấy. Các bác lên cho em là móc đơn này. Móc đơn. Đấy, móc đơn xi gạch nhịp các bác nhá. 20.000 trên 3 cái và 60k trên 10 cái, trên 10 cái nhá. 20.000 3 cái và 60.000 10 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái keo rán tôn nhá, keo rán tôn. Lên mã giúp cho em đó là keo 10 nhá, keo 10. Bản của nó là 10 sen này. Đấy, keo 10. Bản của nó sẽ là 10 sen và giá sẽ là 40k nhá, 10 sen. 40k cho một quận keo như này. Các bác về các bác dán vào các cái phần mái tôn rồi tường bị thấm rột nứt nhá. Đây các bác này. Đấy. Dùng trực tiếp được luôn, kể cả ẩm ướt này, dán trực tiếp được hết nhá. Rất là tiện luôn. Đó thì các bác có thể dán lên các bề mặt bị thấm rột, bị nứt này, bong chốc này. Một quận này của nó thì bản là 10 cm và chiều dài thì khoảng là 5 m nhá. Dán vào thì độ bám dính cực kỳ là tốt luôn và nó có các cái cao su non. Nó giúp cho bề mặt sẽ không bị thấm rột nữa. Đó, chống thấm rột cực kỳ là tốt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một quận keo tôn như này. Lên theo là keo 10. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bàn là như này. Đấy, một cái bàn là như này rất là tiện các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp, sử dụng điện cho các bác thì điện từ 100 đến 220V, các bác sử dụng điện 220 thoải mái nhá, sử dụng điện 220 thoải mái. Hàng thì xuất đi khá nhiều nước luôn, Anh, Pháp, Mỹ, Úc này. Đấy, có điều chỉnh nhiệt độ này, có cả hơi nước luôn.
Đấy các bác chỉ cần là tháo cái nắp này ra, tháo cái quai này ra, cho nước vào đây chị em. Đấy sau đó thì mình lại đậy lại và khi mình nhấn như này là hơi nước nó sẽ ra ở đây. Bộ sản phẩm thì sẽ là một cái bàn là như này. Giá thì chỉ có 135.000 thôi, mâm bằng gang cực kỳ là dày nhá, làm nóng nhanh nhá và rất tiện ích này, nhỏ gọn. Các bác có thể mang đi phượt, đi du lịch rồi đi công tác rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 135.000 cho một con bàn là mini như này thôi. 135.000 cho con bàn là hơi nước mini như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Đấy, bác nào cũng nên có ở trong gia đình một chiếc hoặc là mang đi du lịch, rất tiện ích luôn. Lên mã giúp em là bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, bàn là mini này. Mini, bàn là mini. Giá sẽ là 135.000 cho em bàn là mini này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đài FM nhá, đài FM. Con này thì 260.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có cái phần pin này, phần cản pin về nhà các bác tháo cái này ra cho em. Tháo cái bông này ra, đẩy cái nắp này xuống là đồng, đẩy cái lẫy này xuống là đồng hồ sẽ chạy này. Đấy, còn khi mà sử dụng thì các bác để cho em chế độ FM này, sau đó thì bật nguồn này lên này. Của chúng tôi đấy, thì chúng tôi sẽ có những cái thông tin về khách hàng chính xác hơn, có những cái nâng cao được chất lượng trải nghiệm khách hàng và chăm sóc khách hàng được tốt hơn. Thưa quý vị, từ những thực tế trên đã cho thấy người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng nhiều lợi ích. Đó là minh chứng cụ thể được Bộ Công an phối hợp với nhiều bộ ngành khác triển khai. Các bác nghe cái tiếng của nó rất là to, rõ nét, trầm ấm nhá. Trong thực hiện đề án 06 đúng như tiếng đài FM luôn các bác nhá. Đúng như tiếng đài FM luôn. Nghe rất là to, rõ nét. Đấy. Tiếp theo thì ngoài ra con này thì nó sẽ có chức năng MP3 thì các bác chỉ cần là gạt sang cái MP3 này, sau đó thì các bác dò Bluetooth nhá, dò Bluetooth này. Đấy, sau đó thì các bác kết nối là xong thôi. Đây nha, ví dụ như em bật chế độ Bluetooth lên này, em dò này. Đấy. Kết nối Bluetooth này. Rất là tiện nhá. Cái mã của nó là NS88898BT này. Sau đó thì các bác kết nối vào là xong. Đó. Và sau đó thì các bác sử dụng thôi. Con này thì nghe MP3 của nó cũng rất là hay luôn. Chất lượng âm thanh trầm ấm, nghe sắc nét rõ các bác nhá. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là đài FM, rất là đẹp luôn. Chiều sâu của nó thì vào khoảng là 10 cm. Đấy, chiều dài thì khoảng 20 cm và chiều cao thì vào khoảng là 10 mấy cm gì đấy. Có cắm USB này, thẻ nhớ này, rồi là có cả jack 3.5 đầy đủ cho bác luôn. Cái này thì nó là vừa là đài FM, vừa là MP3 được luôn không nhá. Đấy, vừa là nghe MP3 được luôn, gọi là loa Bluetooth ấy, thì nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con đài FM như này. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Về nhà các bác chỉ cần là kết nối Bluetooth vào cho em là xong, là mình sử dụng thôi. Đấy, khá là tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái phễu nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng phễu như này, rất là tiện ích này. Đấy, bằng inox 304. Đấy, thì cái này các bác có thể dùng để mình rót dầu mỡ này, rồi xăng này, nói chung là đa di năng luôn. Thì các bác lên cho em là phễu nhá. Giá sẽ là 70.000 các bác nhá. Đấy, lên cho em là phễu inox này, phễu inox giá sẽ là 70.000 cho một cái phễu inox như này. Hàng inox 304 này, hàng nội địa của Nhật này. Đường kính của nó thì vào khoảng là 10 cm, chiều sâu thì vào khoảng là 12 cm. Đấy, cái phần phễu này rất là vót luôn. Thì các bác dùng để rót dầu mỡ, rồi nói chung là đa di năng luôn. Giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa cây tre nhá. Đấy, các bác lên cho em là bật lửa cây tre. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng cảm biến cực kỳ là hay luôn. Các bác chỉ cần là thổi nhẹ vào là nó sẽ lên thôi. Đấy, bật lửa cây tre giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho cái bật lửa cây tre như này. Đấy, thì cái này dùng sạc pin về nhà, các bác dùng hết thì các bác lại sạc pin vào cho em. Khi dùng thì rất đơn giản thôi, các bác chỉ cần thổi này, thổi vào là lửa lên này các bác này. Đấy, khi tắt đi thì các bác chỉ cần xoáy nắp vào là nó sẽ tự tắt nhá, xoáy nắp và tự tắt. Đấy, còn khi mà muốn thổi, khi muốn lên thì các bác chỉ cần ghé mồm mà mình thổi này. Ví dụ các bác hút thuốc lá hay sử dụng cái gì nhá, các bác thổi này, đấy, lên luôn, có lửa luôn các bác này, đỏ lừ luôn. Đấy, xoáy nắp vào là xong. Thì các bác lên cho em là bật lửa cây tre nhá. Đấy, nó hình một cây tre này rất là đẹp luôn. Đấy, các bác có thể dùng để treo vào móc khóa này hoặc dùng đa di năng được luôn. Đó, có một cái cáp sạc đi kèm như này. Lên cho em là bật lửa cây tre, giá sẽ là 80.000. Đó, bật lửa này, bật lửa cây tre nhá. Đấy, cây tre giá sẽ là 80.000 cho một em bật lửa cây tre như này. Rồi, ok. Hello chào các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Các cái số hotline của bên em này. Có, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ các bác nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái nồi chiên không dầu. Con này dung tích của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 10 lít cả vỏ nhá. Đấy. Tức là tính phủ bì của nó sẽ là 10 lít các bác. Đấy, còn là cái phần mà các bác đựng thực phẩm để mà mình chiên ấy thì nó sẽ vào khoảng là 4 lít các bác, 4 đến 5 lít.
chứ không phải là nguyên cái phần chiên là 10 lít đâu. Đấy, các bác lưu ý không đến lúc mình lại nhầm lẫn. Đang trên nhà đây. Đây. Đấy thì cái phần đựng chiên này chắc là có nó khoảng 4 đến 5 lít các bác này, 4 đến 5 lít như này. Kèm thêm một cái khay đây các bác này. Đây một cái khay như này các bác này. Đấy, để cái khay này để các bác đặt vào đây cho em. Đặt vào đây thì dầu mỡ nó sẽ chảy xuống đây, nó chảy xuống đây thì ví dụ như là các bác chiên gà, chiên thịt, chiên cá rồi nem đủ các thứ là mỡ nó sẽ chảy xuống dưới nhá. Đấy cái khay này các bác này nhấc ra. Cái này thì các bác có thể nhấc ra mình vệ sinh được. Đấy còn lại là toàn bộ cái thân này thì các bác chỉ lau chùi thôi. Đấy mình chỉ lau chùi thôi chứ mình đừng rửa nước vào nhá. Đây nó sẽ là một con mai so tỏa nhiệt thế này và có quạt gió để hút nhiệt nhá. Đây có quạt gió hút nhiệt đằng sau này. Đấy và lưu ý các bác khi dùng thì các bác bật cho em là cả hai công tắc nhá. Đây các bác này. Đấy cắm điện 220V cho em này. Dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ này, 1500W này. Đây các bác bật cho em hai công tắc lên nhá. Đấy, cả hai công tắc lên thì mới được này. Cái công tắc này thì nó sẽ là hiện giờ này. Đấy, hiện giờ số thời gian này là bao nhiêu phút này. Công tắc này là bao nhiêu độ C này, còn bên này thì nó sẽ là bao nhiêu phút này. Đấy thì các bác cứ dùng là xong. Đó, đây. Các bác thấy không? Em đang chạy đây. Em đang bật đây này, đang bật là bắt đầu là cái mai so nó sẽ nóng dần lên nhá. Mai so nó sẽ nóng dần lên là các bác bắt đầu mình sử dụng thôi. Đó. Giá thì đấy các bác nghe cái tiếng gió nó hút chưa? Đây hai cái đèn nó lên này các bác này. Một đèn xanh và đèn đỏ này. Cái này là thời gian này, còn cái này là nhiệt độ này. Đấy các bác có thể tùy chỉnh nhiệt độ cho em. Đấy, bật một tí nó đã nóng ran lên luôn các bác nhá. Đó và nó các bác có thể chiên gà, chiên cá, thực phẩm thức ăn đều rất là ok. Lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu nhá. Nồi chiên không dầu. Bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là nồi chiên không dầu 10 lít cả vỏ này. Đấy. Nồi chiên này, lên cho em là nồi chiên nhá. Nồi chiên không dầu. Giá của nó sẽ là 590k. Và dung tích của nó sẽ là 10 lít nhá. 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ. Lưu ý giúp em. 10 lít cả vỏ 590.000 cho một cái nồi chiên không dầu như này. 590k nhá. Đấy 590k. Đây các bạn này. Đấy. Em ghi nhầm 50k. 590k. 590.000 các bạn nhá. Nồi chiên không dầu 590.000. Tiếp theo thì bên shop về các bác cái dòng sản phẩm đó là cái massage gối nhá. Gối massage thì bên em sẽ có hai dòng. Một là dòng là 16 bi. Đấy, con này nó sẽ là dòng 16 bi này. Đấy, và có dòng 8 bi. Đấy, 8 bi và 16 bi. Đây. Nó sẽ kèm cho các bác là một cái phần phích cắm như này. Đấy, các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em mà mình sử dụng thôi. Đây các bác này. Đấy, em cắm trực tiếp điện 220 nhá. Và cắm điện 220 cho em, bật nguồn lên này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 16 viên bi và có các cái ánh đèn hồng ngoại như này giúp cho các bác làm nóng này, đánh tan mỡ đông này rồi là giúp cho các bác là giảm lượng mỡ này. Đấy các bác có thể dùng để massage cổ, vai, gáy, bắp đùi, bắp chân, còn cái này các bác không nằm cả người lên được đâu các bác nhá. Đấy, cái này không nằm cả người lên được đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290.000. Lên cho em là massage 18 bi nhá. Đấy 18 bi. Con này là 18 bi nhá. 18 bi thì sẽ là 290k. Đấy còn bên shop có cái dòng cho các bác là dòng con này là 8 bi à? Con này là 8 bi nhá. 8 bi này thì giá của nó sẽ là 170k thôi. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bỏ tranh con dao này. Đấy con 8 bi này thì sẽ là 170.000 nhá. 170.000 cho con 8 bi như này. Đây em sẽ khui cho các bác xem. Đấy đây các bác này. Thì đây con này nó sẽ 8 bi thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái quai đeo, các bác có thể đeo trên ô tô và cắm trực tiếp ô tô được. Đấy. Thì con này nó có hai đầu cáp này. Một cái cáp này là các bác cắm vào tẩu ô tô cho em nhá. Cái này là các bác có tẩu ô tô thì mình kết nối vào. Còn nếu các bác không dùng ô tô thì cắm trực tiếp vào con nguồn này để sử dụng điện 220V cũng ok. Đây. Các bác cắm vào cho em này. Đấy, bật lên này. Đó. Cái này thì nó cũng có cho các bác là cả đèn hồng ngoại luôn. Đây, cả đèn hồng ngoại các bác này. Đó, nó sáng này các bác này. Cả đèn hồng ngoại. Con này thì sẽ có 8 bi thôi, mỗi bên có 4 viên bi. Đấy, con này thì có 170.000 thôi, nó nhỏ gọn hơn và cái công suất của nó cũng ít hơn các bác nhá. Đó. Và con này thì nó sẽ là sử dụng trên ô tô được thì các bác có thể đeo vào trên ô tô để mình vừa đi ô tô mình vừa cắm vào cái tẩu ô tô đấy, các bác dùng để mình massage cổ vai gáy rất là tốt. Khi mà các bác lái xe trên đường dài nó mỏi mệt thì các bác có thể cắm vào, bật lên để mình massage cho nó thư giãn rất là tốt luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 170k nhá. Đấy, con này sẽ là 8 bi này. Massage 8 bi 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Đây. Nó sẽ là hình khẩu súng như này. Các bác dùng để mình thư giãn rất là tốt luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 4 đầu massage này. Một thân súng và 4 đầu massage như này. Đấy, các bác có thể cắm vào là mình sử dụng thôi. Rất tiện ích luôn nhá. Một thân súng 4 đầu massage này, bật lên cho em này. Đấy, có 6 cấp độ rung cho bác luôn. Rất mạnh các bác này. Đấy các bác này. Đấy đây.
Đấy, dùng rất là mạnh này. Đây. Đấy, đây các bạn này. Đấy, dùng rất là mạnh luôn. Thì các bác có thể dùng để massage cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân này. Rất là phê luôn các bác này. Đấy, các bác đưa đến đâu là nó sẽ giúp cho các bác thư giãn đến đấy các bác nhá. Ngoài ra thì con này của nó sẽ là một cái dòng massage mà nó cảm ứng, cảm biến nhá. Các bác càng nhấn mạnh thì nó càng rung mạnh, và các bác giảm đi thì nó sẽ giảm đi các bác này. Đây. Đấy, các bác bị đau bắp chân, bắp đùi rồi cần phải thư giãn thì các bác dùng cái này chưa. Đấy, nó sẽ có các đầu này để các bác có thể thay thế nhá. Đấy, đầu đấm rồi đầu tày, đầu nhọn, các đầu này các bác có thể dùng để đấm vào các cái bó cơ như này các bác này. Đấy, giúp cho thư giãn các bó cơ này rất là tốt luôn các bác thấy không. Đây, đấy các bác thấy không? Em đấm trực tiếp luôn này các bác này. Đấy, bắp tay bắp chân nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 170.000 các bác nhá. 170.000 nên cho em là súng thư giãn 170k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái tất vỉ 10 đôi nhá. 1 2 3 4 5, 5 giây, mỗi giây là 2 đôi, tổng là 10 đôi. Đấy, các bác lên cho em là tất vỉ đen hoặc tất vỉ trắng này. Đấy, tất vỉ 10 này, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một vỉ này bao gồm 10 đôi. Đấy, 90.000 cho một vỉ này bao gồm 10 đôi nhá. Thì con này rất là tiện ích này. Đấy, ở đây nó sẽ là một vỉ là 10 đôi như này. Hàng này của thương hiệu Nike của Nhật này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Chống hôi chân, chống nấm mốc rồi da mồ hôi chân các thứ rất là tốt luôn, hút mồ hôi nhá. Chất liệu 100% là sợi cốt tông tự nhiên nhá. Đấy, sợi cốt tông tự nhiên. Dùng rất là thích. Một vỉ này 10 đôi, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Một vỉ 10 đôi. Đấy, một vỉ 10 đôi, có màu đen, màu trắng. Đấy, bên em bán theo vỉ, các bác muốn lấy màu đen thì lấy màu trắng thì lấy các bác nhá. Còn các bác muốn lấy đủ hai màu thì mua cho em hai vỉ 180.000, dùng cho em đến gọi là 2-3 năm luôn nhá. Dùng 2-3 năm luôn. Lên cho em là tất vỉ 10, giá sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái con dao của thương hiệu Wattpo của Nhật này. Đấy, lên cho em là dao G49 nhá. Con này sẽ là 150.000 cho một con dao G49 như này. Đấy, lên cho em là dao G49, giá sẽ 150.000, hàng thương hiệu Wattpo của Nhật. Dòng này của nó sẽ là dòng thép trắng không gỉ nhá. Thép trắng không gỉ cho nên các bác dùng nó cực kỳ là tiện ích và sạch sẽ luôn. Không lo bị gỉ sét thì mình dùng nó an toàn với sức khỏe nhá. Đây. Đấy, đây. Nó sẽ nặng khoảng từ 3 đến 4 lạng, hàng thép trắng không gỉ. Hàng này thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Đấy, dao thì dao chặt nhưng mà rất là sắc nhá, có thể dùng để thái được nhá. Đây, em rạch tí bóng cho bác xem này. Các bác thấy không? Đây. Đấy. Một con dao chặt mà có thể rạch được dưới bóng như này là các bác biết rồi. Đấy, nó rất là sắc nhá. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, rất sắc luôn. Còn nếu mà dọc giấy thì nó là quá là bình thường rồi. Dọc giấy thì nó là quá bình thường quá này. Đấy, đây. Thấy không? Đó, này nhá. Sợ chưa? Đó, một con dao chặt mà sắc như này thì các bác dùng cũng để ý cho em nhá. Để ý cho em. Đó, đây. Hàng thương hiệu Wattpo của Nhật này, Japan này. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 nhá. Nó nặng khoảng 3-4 lạng thôi. Dùng để băm chặt nhẹ hoặc là thái rất là ok nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là dao G49 nhá. G49 giá sẽ là 150k. 150k nhá. 150.000 con dao G49 rồi, ok. Hello chào các bác nhá. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đó, các số hotline của bên em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái gen co nhiệt nhá. Gen co nhiệt một hộp này của nó thì sẽ là 328 đầu, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả cho các bác luôn. Đấy, các kích thước của nó này từ 1.3 đến 6 chấm các bác nhá. Đấy, thì các cái loại dây to, dây nhỏ, dây lớn, dây bé đều vừa hết, thì các bác chỉ cần việc là mình đấu dây điện vào, sau đó thì mình luồn vào cho em là xong, là mình sử dụng thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Lên mã giúp cho em đó là gen co nhiệt nhá. Đấy, gen co nhiệt giá sẽ là 50k cho một hộp gen co nhiệt như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái xịt hôi dày nhá. Xịt hôi dày. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái dòng bình xịt như này. Hàng thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật, về nhà các bác dốc ngược nó lên, sau đó thì mình xịt trực tiếp lên giày hoặc là lên chân của mình nhá. Đấy, các bác xịt ra như này cho em này. Đấy, thì nó giúp cho các bác là chống hôi giày, hôi chân rất là tốt luôn. Lên cho em là xịt hôi dày nhá. Cái này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là xịt hôi dày. Xịt hôi dày nhá. Xịt hôi dày giá của nó sẽ là 35k cho một bình xịt hôi dày như này nhá. 35.000 cho bình xịt hôi dày như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi cam xanh nhá. Có hai màu, màu cam và màu xanh như này. Cho nên là bên shop lên luôn nó sẽ là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh có hai màu như này. Đó.
thì con này giá của nó sẽ là 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng siêu tiện ích luôn, chia ra làm hai đường nước nhá, hai đường nước này, có gen rong các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Các bác có thể kết nối với các cái đầu vòi khác đó, các bác có thể kết nối với các đầu vòi khác để mình sử dụng nhá. Đó, có hai đầu như này, kết nối bằng đồng này, rất tiện ích cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là vòi cam xanh, giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, 50k cho một cái vòi cam xanh như này, 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Thì đây nó sẽ là một cái dòng nhang siêu thơm luôn, được chiết xuất từ trầm tự nhiên nhá. Đấy, được chiết xuất từ trầm tự nhiên. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Một hộp này của nó thì khoảng từ 80 đến 100 vòng nhá. Đấy. Thì một bánh này của nó sẽ là hai vòng này, một bánh này của nó sẽ là hai vòng, về nhà các bác tháo ra cho em. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu các bác nhá. Một vòng này thì các bác có thể đốt cho em là thời gian cháy của nó là từ 2 đến 4 tiếng tùy theo cái lưu lượng mà khu vực có gió hay không nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đấy, nhang trầm của Nhật như này mà giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi nhá, 60k. Đấy, các bác lên đã giúp cho em đó là nhang trầm đốt nhá. Đấy, nhang trầm đốt này. Nhang trầm này, đó. Nhang trầm đốt giá sẽ là 60k nhá. 40.000 thôi nhá. Đấy. Trước giá 60 đặt thành về cho bác giá chỉ còn có 40.000 thôi. 40.000 cho một hộp nhang trầm đốt như này. Số lượng vòng của nó thì từ 80 đến 100 vòng. Thời gian cháy thì từ 3 đến 5 tiếng nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con trâu gà tàn nhá. Con trâu gà tàn. Đấy, đây nó sẽ là một con trâu gà tàn rất là đẹp các bác này. Đấy. Hàng mới về, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Con này thì giá sẽ là 230.000 và bên em sẽ bao ship cho các bác nhá. 230.000 và bao ship cho một cái mã trâu gà tàn như này. Lên mã giúp cho em đó là trâu gà tàn nhá. Đây là một con trâu rất là đẹp luôn. Đấy, bên dưới thì có lót chống trơn trượt này. Đấy, hình của nó rất là đẹp luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 30cm, chiều cao thì vào khoảng là 15cm. Con này rất là to luôn. Các bác có thể dùng để trưng bày và dùng làm gà tàn nhá. Chất liệu của nó thì hợp kim mạ đồng, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, hợp kim mạ đồng có tới 20 đến 30% đồng ở đây. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là trâu gà tàn nhá. Trâu gà tàn, giá sẽ là 230k nhá. 230.000 thì cái mã trâu gà tàn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn rất là tiện ích các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là móc khóa này, khui bia này, rồi có nam châm hít này, đấy có cái đế như này để các bác cài lên này. Dòng này thì siêu sáng luôn và có cáp sạc đây, có kèm các bác lỗ sạc, cáp sạc đầy đủ nhá. Đấy, nó chỉ khoảng 5cm thôi, khoảng 5cm thôi, rất là sáng luôn các bác này. Đấy. Có 3 chế độ nhá, sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy nhá. Đấy, rất sáng luôn các bác này. Sáng trắng ra luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình treo vào móc khóa, mình sử dụng khi mà mình ban đêm này, hoặc là các bác làm công việc mà môi trường thiếu sáng thì các bác dùng cho cái này cho em. Lên mã giúp cho em đó là đèn móc khóa nhá, đèn móc khóa. Giá chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đèn móc khóa này. Đèn móc khóa, giá của nó sẽ là 40k cho một con đèn móc khóa nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 4 SIM này. Đấy, điện thoại 4 SIM. Hàng thì là một cái dòng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Ở đây nó sẽ có kèm cho các bác là một bộ cáp sạc này và một miếng ốp lưng luôn, một bộ cáp sạc, một miếng ốp lưng. Và đây là con điện thoại 4 SIM này. Đấy. Đây đít của nó đây, 4 khay SIM cho các bác luôn. Dòng này thì khi các bác lắp nguồn vào thì lắp khi các bác lắp SIM vào thì các bác tắt nguồn đi, bật lại lên cho em nhá. Đó, dòng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, đây. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Điện thoại 4 SIM, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, sáng bóng đẹp nhá. Ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác một cái đèn pin luôn, các bác chỉ cần đẩy lên này là đèn pin sáng này. Đây nó là một cái đèn pin các bác nhá, chứ không phải là đèn flash đâu nhá. Đấy, không phải đèn flash đâu, nó là một con đèn pin luôn. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 SIM. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 450.000 nhá. 450k cho một con điện thoại 4 SIM như này. Hàng bảo hành cho các bác luôn. Điện thoại 4 SIM. Điện thoại 4 SIM nhá, giá sẽ là 450k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. 450.000 bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi phớt trần nhá. Chổi phớt trần thì đây nó sẽ là một con chổi rất là tiện ích và giá thì cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, chổi lông phớt trần. Đây nó sẽ là một cái dòng chổi lông như này và có một cán một chổi như này, về nhà các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Đó. Con này thì rất là tiện luôn. Đây, có thể ngoắt nghéo các bác này. Đấy, có thể ngoắt nghéo như này. Rất là tiện để các bác phớt ở các cái vị trí này. Đấy, đây là cái lông của nó này. Dòng này của nó sẽ là lông tĩnh điện nhá, thì các bác phủi bụi rồi màng nhện thì nó sẽ bám ở đây luôn và các bác ra các bác rút ra là xong.
Và con này nó thể kéo dài ra được từ 2m đến 2m4, 2m8 nhá, tùy theo lô nhá. Đấy, có lô thì 2m4, có lô thì 2m8, rất là dài, cứng cáp nhá. Các bác có thể dùng trực tiếp như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và các bác cũng có thể là có thể là xoáy gọn như này cho em. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần nhá. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? 55k nhá. Đấy, 55.000 cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Con này thì dùng thì siêu tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình phớt trần rồi, nói chung là vệ sinh các thứ rất là ok. Đấy, lên cho em là chổi lông phớt trần nhá. Đấy, chổi lông này. Chổi lông phớt trần giá sẽ là 55k cho một bộ như này. Con này thì nói chung là siêu tiện ích rồi, các bác nên mua. Cái này thì còn không phải lan tăn gì cả, mua là dùng rất là tiện luôn. Mua là dùng rất tiện luôn nhá. Lên mã giúp cho em là chổi lông phớt trần, giá sẽ là 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ kìm bấm cúc này. Đấy, nó sẽ đầy đủ cho các bác các cái phụ kiện như này. Và giá thì sẽ là 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này nhá. 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này. Đây em sẽ có cái video thực tế để hướng dẫn các bác cái cách sử dụng luôn. Đây các bác này. Nhà ai cũng sẽ cần đến nhá. Đi kèm thì shop có tặng luôn cái bộ nút cài như thế này. Mình có thử bấm vào khẩu trang thì quay, bấm một cái là được luôn này. Mọi người chỉ cần bấm thêm một bên nữa là có thể đóng lại thôi. Nhưng mà khẩu trang thì quá dễ rồi đúng không? Nên là mình thử với cái áo thun hai lớp này xem sao. Thì đấy nhá, vẫn chỉ cần một lực vừa phải là được thôi. Rồi, mình sẽ tiếp tục lôi cái quần jean ra check thì kết quả vẫn cứ là ok la luôn. Cái kiểu này là mấy quần áo rộng bụng tới công chuyện với mình rồi này. À, với cả mình mới học được cái này khá là hay. Mọi người bấm khẩu trang ấy và cho hạt thơm hoặc là cà phê vào đây, treo trong nhà là giúp thơm phòng và khử mùi tốt lắm nhá. Nhưng mà phải công nhận là cái kìm này xịn, hữu ích, hot đấy. Đấy các bác nhá, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho cái bộ kìm bấm cúc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn hình khẩu súng như này, giá sẽ là 170.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu súng này. Đấy, một đầu súng như này và kèm thêm cho các bác là 4 đầu massage nhá. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ, các bác chỉ cần lắp vào này cho em là xong này. Động cơ không chổi than, các bác giữ lì là nó sẽ lên. Đấy, và nhấn nút này là nó sẽ chạy này. Có cho các bác là 6 cấp độ massage nhá. Các bác càng nhấn mạnh thì nó càng rung mạnh nhá, còn các bác thả ra thì nó lại rung nhẹ nhá. Để dùng bát xa các cái bó cơ rất là thích luôn. Đấy các bác thấy không? Đầu đấm rất là thích luôn. Đấy, rất là ngon lành luôn. Giá thì bên shop đang các bác dùng để giãn cơ các thứ là rất là ngon nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Đấy, nó hình khẩu súng như này rất là đẹp luôn. Đấy, hình khẩu súng này rất là đẹp này. Đấy, súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Giá sẽ là 170k cho con súng thư giãn như này, 170.000 thôi. Giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Đó. Rồi, ok. Chào các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, các bác để ý giúp cho em, từ 200 là bên em bao ship thôi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái thắt lưng cá sấu hộp này. Đấy, hàng rất đẹp cho các bác luôn. Hàng này của nó thì nó sẽ kèm cho các bác là hai cái đầu như này, hai đầu này. Đấy, cá sấu mạ vàng 18 carat này, siêu đẹp luôn, hai đầu này. Kèm thêm một thắt lưng nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Chất da thì siêu mềm nhá, chất da siêu mềm cho các bác luôn. Đấy, chất da vân cá sấu này, rất đẹp, rất mềm mại cho các bác luôn. Đó. Và hàng của nó thì chấm hết luôn. Hàng con lăn rất dễ sử dụng nhá. Các bác chỉ cần là sập vào này cho em là xong rồi. Đó, đẹp chưa các bác ơi? Đó, đẹp chưa? Đó. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu luôn, có cho các bác là hai đầu luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 160 cành thôi, 160 cành. Đấy, lẫy trượt này. Hàng lẫy trượt rất là ngon lành cho bác luôn. Đó, rất là đẹp nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Các bác có thể sử dụng hai cái đầu này để mình có thể thay tháo để mình sử dụng này. Đấy, các bác có thể sử dụng ví dụ như là tuần này thì mình dùng cái đầu này và tuần sau thì mình lại dùng cái đầu này, hoặc là các bác có thể dùng một cái bao giờ nó cũ thì các bác có thể thay cái mới. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, thì các bác lên cho em là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp. Đấy. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, hoặc là các bác lên cho em là cá sấu hai đầu đi, cá sấu hai đầu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160.000 nhá. Đấy. Đây, các bác lên cho em là cá sấu hai đầu. Hoặc cá sấu hộp nhá, cá sấu hộp. Giá sẽ là 160.000 cho một cái cá sấu hộp như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Đó. Cá sấu hộp này. Đấy. Cá sấu hộp giá sẽ là 160k nhá. 160.000. Đấy, thắt lưng này. Thắt lưng cá sấu hộp 160.000. Đấy thì các bác nhận được hàng thì hàng sẽ nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này, bao gồm cho các bác là
hai mặt luôn. Đấy, hai cái mặt này để các bác có thể dùng để mình thay tháo này. Hai mặt và một cái thắt lưng. Đấy, hai mặt rất là đẹp luôn. Đó. Và một cái thắt lưng như này thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Rất là chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Đây, trong một cái hộp như này nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Các bác có thể mang đi mang lại, xách đi xách lại để làm quà cũng rất là tiện. 160.000 quá nhá. Lên cho em là cá sấu hộp. Giá sẽ là 160.000. Cá sấu hộp 160.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái mẫu cá sấu không hộp này. Đấy. Cá sấu không hộp này thì nó sẽ rẻ hơn một nửa nhá. Rẻ hơn một nửa. Chất da của nó thì cũng cực kỳ là mềm mịn và đẹp cho các bác luôn. Chất da mềm mịn và đẹp, và con này của nó thì nó cũng là một cái dòng mà nó sẽ là lẫy gà như này nhá. Lẫy gà này các bác này. Đấy. Các bác nghe cái tiếng khóa kêu của nó là các bác đã biết rồi. Rất là thích các bác nhá. Đây. Đấy. Đấy, bác thấy không? Đó. Và con này thì giá thì chỉ có 80 cành thôi nhá. Các bác lên cho em là cá sấu không hộp nhá. Cá sấu không hộp. Giá sẽ là 80.000. Đó. Cá sấu này. Cá sấu không hộp nhá. Đấy, không hộp. Giá sẽ là 80.000 một em nhá. 80.000 cho một cái thắt lưng cá sấu không hộp này thôi. Đây. Con này thì giá sẽ là 80.000 thôi nhá. 80.000 cho cái con cá sấu không hộp này. Đấy, lên cho em là cá sấu không hộp này. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000. Tiếp theo thì bên shop lên cho bác dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Da bò của Mỹ. Đó, thì con này hàng cao cấp của Mỹ luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ và yêu thương các nhá. Đấy, rất hạt rẻ và yêu thương luôn. Đó đây. Chất liệu của nó là da bò này, da bò tự nhiên. Đây, mặt của nó đây các bác này. Đấy. Mặt của nó rất là đẹp luôn. Đấy. Mặt của nó thì nó sẽ là mặt lì như này, chống xước nhá, mặt lì chống xước, đúc liền nhá. Mặt lì chống xước đúc liền luôn. Và đây thì nó sẽ là chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. Hàng của Mỹ này. Đấy. Da bò tự nhiên hàng của Mỹ. Đây, made in USA con này. Đấy, made in USA, hàng cao cấp của Mỹ. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Giá rất hạt rẻ nhá. Chỉ có cho các bác là 190.000 nhá. 190.000 cho một cái thắt lưng da bò Mỹ như này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Em về thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một màu đen và một màu nâu như này nhá. Một màu đen và một màu nâu. Đấy, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Da bò Mỹ. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là đấy, hai mẫu như này. Thì màu đen và màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh này. Bẫy chuột thông minh. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, và cái giá thì bên shop đang ưu ái gửi tới các bác cái giá chỉ có 15.000 thôi. 15.000 cho một cái bẫy chuột thông minh như này, rất là tiện luôn. Đấy, đây các bác này. Mình chỉ cần là chạm nhẹ như này là con chuột chạm nhẹ là sập bẫy luôn nhá. Đấy, rất tiện ích nhá. Đấy, chuột chỉ cần chạm nhẹ này sập bẫy luôn, rất tiện luôn. Đó, các bác thấy không? Đây. Đấy, chạm nhẹ này là sập luôn các bác này. Đấy, rất tiện nhá. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực yêu thương luôn. Chỉ có 15.000 trong cái bẫy chuột thông minh như này thôi nhá. Lên cho em là bẫy chuột thông minh. Giá sẽ là 15.000. Để em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. Đấy. Khi em xóa video này, cô chú anh chị hãy thêm ngay vào giỏ hàng cho em các sản phẩm sau. Nếu như nhà bác nào có chuột to chưa tìm ra cách bắt, đấy, thì hôm nay em có tư vấn và hướng dẫn sử dụng cho mọi người bắt vô cùng đơn giản. Đấy, chạy vào cái là dính bẫy luôn nhá. Nó là đơn giản với người biết đặt được cách thôi à. Kiểu về chuột, chọn nơi đặt và cách đặt sao cho phù hợp. Nhìn nó kiêng nghịch không trèo cả lên cành xong nhảy xuống để kém tắc thở mới chịu. Nó chuẩn bị tự tử. Các bác hiệu quả nhất là mua từ 5 cái trở lên đặt xích sắc vậy mới hiệu quả, chứ đừng đặt một chiếc. Đặt như vậy chuột có rất nhiều cơ hội để trốn thoát. Thay vì như thế mua thêm tầm 5 cái là có thể bắt dễ dàng. Mày chết. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Rất tiện ích nhá. Giá chỉ có 15.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá. Đấy, kéo cắt cành trên cao như này thì sản phẩm là nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo và một cưa. Đây là cái đầu kéo của nó này, và đây là cái cưa này. Đấy. Thì lắp đặt thì đúng như trên hình như này các bác này, như trên hình như này. Đó, và cái giá thì chỉ có 130.000 thôi. Các bác lên cho em là kéo cành trên cao nhá. Đấy. Kéo cành trên cao, giá sẽ là 130.000. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo cành trên cao này. Đó. Kéo cành này trên cao nhá. Đấy, kéo cành trên cao, giá sẽ là 130.000. 130.000. Thì em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. Đó. Các bác chỉ cần lắp vào cho em vào cái đầu cái sào này. Đấy, cắt này. Đấy, cưa này. Trăm người bán vạn người mua, hơn thua nhau là ở chất lượng. Vì sản phẩm tốt thì không rẻ, mà sản phẩm rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ vừa tốt thì ít có nha mọi người. Vì vậy muốn mua hàng tốt thì đừng bao giờ nhìn vào giá cả, mà đó, xem chất lượng. Rất tiện các nha, về nhà các bác chỉ cần lắp cái xào vào cho em là xong. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn chải đánh răng nhá. Đấy. Đây.
Các bác lên cho em là vỉ bàn chải đánh răng. Vỉ bàn chải đánh răng bao gồm cho các bác là 6 chiếc này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chiếc với đủ màu sắc khác nhau. Đấy, đủ màu sắc khác nhau cho các bác lựa chọn đây. Một cái vỉ bàn chải đánh răng như này. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ yêu thương luôn. Các bác lên cho em là vỉ bàn chải đánh răng nhá. Đấy, nó sẽ là em bán theo combo một vỉ như này. Bao gồm cho các bác là 6 cái nhá. Đấy, 6 cái như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là 25k thôi, 25k. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng nha khoa cực cao cấp luôn. Đấy, giúp cho các bác là chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Đó. Các bác lên cho em là vỉ bàn chải đánh răng nhá. Đấy, vỉ bàn chải đánh răng. Đó. Vỉ bàn chải. Đấy, hoặc là bộ bàn chải 6 chiếc nhá. Đấy. Vỉ bàn chải đánh răng nó sẽ là một vỉ như này. Bán theo combo 6 cái nhá. 1 này, 2 này, 3 4 5 6 này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Cái này thì nó đã được chứng nhận bởi tổ chức y khoa của Nhật nhá. Đấy, chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Một vỉ này là 6 chiếc và giá thì sẽ là 25.000 nhá. Lên mã giúp cho em là vỉ bàn chải đánh răng 25.000 cho 6 chiếc như này. Mà các bác ra cửa hàng mua một chiếc thôi cũng đã phải mất đi 15 đến 20.000 rồi. Mà bên em bán giá cực tốt cho các bác luôn, 25k nhá. 25k cho một vỉ bàn chải đánh răng như này. Lên cho em là vỉ bàn chải đánh răng nhá. Vỉ bàn chải này, đó. Lên cho em là vỉ bàn chải đây được không? Giá sẽ là 25.000 các bác nhá. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi các bác nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác một cái mẫu chảo rán này. Đấy, một cái mẫu chảo rán như này. Hàng thì nó sẽ là chảo tổ ong nhá. Đường kính của nó sẽ là 28cm. Đấy, chảo tổ ong chống dính nhá. Đường kính là 28cm. Đấy, dập tổ ong chống dính như này. Quay cầm cây kiếc cực kỳ là ngon luôn. Đây, hàng của Nhật nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Chảo chống dính như này nhá. Hàng này thì độ dày của nó thì cũng là tương đối nhá. Đấy, không quá dày nhưng cũng không quá mỏng. Đấy, khá là dày dặn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong nhá. Đấy, nó sẽ là hình than tổ ong như này. Chảo tổ ong chống dính cực kỳ là tốt luôn. Đó. Thì con này bên shop đang về cho các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lô này hàng về giá yêu thương cho các bác nhá. Con này thì hàng này về giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong nhá. Giá chỉ có cho các bác là 140.000 các bác nhá. Đấy, lên cho em là chảo tổ ong này. Đấy, chảo tổ ong. Chảo tổ ong nhá. Giá sẽ là 140k cho một cái chảo như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đường kính của nó là 28cm nhá. Đấy, 28cm này. Giá là 140.000 cho một cái chảo chống dính tổ ong hàng của Nhật như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý rồi các bác nhá. Giá rất hợp lý rồi. Đó, lên mã giúp cho em nó chảo tổ ong các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bạt phủ xe nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng vải bạt cho nên là dùng nó rất là bền. Và các bác chuyên dùng để mình phủ xe, máy xe đạp điện, xe đạp thường và các cái dòng xe để trong nhà hoặc ngoài trời đều ok hết nhá. Đấy, các bác nào làm công trình này, hoặc là mưa nắng này, hoặc là đi làm mà xe phải để trời mưa trời nắng thì các bác cứ để cái này vào trong cốp xe cho em. Sau đó thì mình phủ lên cho em là xong. Đấy, lên cho em là bạt phủ xe nhá. Bạt phủ xe. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k trong cái bạt phủ xe này thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đó. Đấy, đây là một cái xe máy đây em chùm lên các bác này. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Chất liệu của nó sẽ là bằng vải bạt anh em nhá. Vải bạt cho nên nó rất là bền. Đấy, chống nước cực kỳ tốt luôn. Đó, chống nước cực kỳ tốt. Đây là mình đang phủ lên một con xe như này anh em nhá. Một con xe số nhá. Xe số, xe ga nói chung là chơi được hết anh em nhá. Giá thì được tốt cho anh em luôn. Anh em mua hàng giúp em xem tham khảo đặt mua nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã cặp lồng điện nhá. Con này thì công suất của nó là 200W và nó sẽ có cho các bác là 2 tầng 4 cái ô. Đấy, 2 tầng 4 cái ô như này. Đấy. Thứ nhất là quai sách rất xịn sò này, vuông vức đẹp này. Đấy. Thứ hai là trên này là có kèm cho các bác là một cái đôi đũa này. Đấy, lô trước về thì có cả thìa, lô này thì lại không có thìa rồi, chỉ có đũa không thôi. Đấy, thì cái này thì em chỉ giới thiệu qua thôi, thì nó là hàng tặng kèm. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là 4 cái ô như này. Bây giờ nếu các bác đi mua một cái ô inox xịn như này nhá, inox xịn như này, dày dẫn chắc chắn như này cũng phải mất tầm 340.000 rồi. Thế mà đây combo cho các bác luôn. Đấy, chỉ có 180.000 thôi. Sẽ đầy đủ cho các bác nhá. Cáp dây điện ở trong này này. Đấy. Và đây nó sẽ là một cái mâm như kiểu nồi cơm điện này, các bác có thể dùng để nấu cơm. Đấy, hầm thức ăn nóng đều ok hết nhá. Công tác ở đây, cắm điện vào đây cho em. Đó, có dây cáp và thứ đàng hoàng. Đấy, có nắp đậy nắp biếc như này. Và hai tầng nhá. Các bác dùng để mình hầm cơm này, hầm cháo này rồi là canh rồi, nói chung là đồ ăn ví dụ như mình làm ở nhà mình mang đến công ty, cơ quan, xí nghiệp đều ok hết. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Có qua như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. 180.000 lên cho em là cặp lồng điện nhá. Đấy. Cặp lồng điện này.
cặp lồng điện giá sẽ là 180k. Công suất của nó thì nó sẽ đây. Đấy, công suất của nó là 200W nhá. Điện thì nó sẽ là hàng của Nhật và sử dụng được điện từ 110 đến 220V này, 50Hz 2 lít này. Kích thước của nó là 26 x 130 x 20 220 đó. Công suất của nó là 200W nhá, 200W, 4 ngăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 2 tầng và 4 ô. Đây, các ô như này đựng thực phẩm thức ăn. 180k trong cái cặp lồng này thôi, không thể tin nổi luôn các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop cầm cho anh ấy kéo gà to này. Bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt gà nhá, kéo cắt gà. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu của Đức và một mẫu của Nhật này. Đây, hàng này nó sẽ là hàng của Đức này, made in Germany bên này. Đấy. Con này chuyên dùng để cắt gà, cắt cá đều ok hết nhá. Đây, hai cái kéo này. Cắt gà, cắt cá đều ok hết cho các bác luôn. Đấy. Chuyên dùng để cắt gà, cắt cá nhá. Đấy, con này thì hai con đều là như nhau. Con này là hàng của Nhật đây, Japan này. Thép SK5 không gỉ nhá, dùng cực kỳ bền bỉ và sắc bén luôn. Đấy, SK5 không gỉ, bền bỉ, sắc bén. Tất cả đều có cái phần khuyết này. Phần khuyết này để các bác cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt nem này. Đấy, thứ hai là có cái phần này để các bác kẹp cua ghẹ mở nắp chai này. Rồi có cái phần dăm như này để các bác dùng để đánh vảy cá này. Đấy, đánh vảy cá. Đều có như thế hết nhá. Kẹp cua ghẹ mở nắp chai đánh vảy cá ok hết. Con của Đức này thì sẽ là 90.000 và con của Nhật này thì sẽ là 130.000. Con của Nhật này thì to dày dẫn hơn nhá. Lên cho em là kéo gà Nhật 130k nhá. 130.000 cho con kéo gà Nhật như này. Còn con này thì kéo gà Đức nhá. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con kéo gà Đức như này. Đây. Hai con nó khác nhau luôn. Thân hình của nó này to hơn, đầm hơn, dày dẫn hơn, chắc chắn hơn, độ sắc bén như nhau. Đấy. Tiếp theo thì em về cho các bác hai cái kéo bếp nhá. Thì đây nó sẽ là một con kéo bếp vàng nhá. Con kéo bếp vàng này là 35.000. Lên cho em là kéo bếp vàng 35.000. Con này thì các bác dùng để cắt thực phẩm, cắt thức ăn rất là ngon luôn. Đây. Những cái dây bóng dài như này mà cắt rất là ngon quá này. Đấy, các bác theo. Đây. Dây bóng mỏng dài này mà cắt rất là ngon luôn nhá. Con này là 35.000. Đấy, bác nào mua 3 cái thì tính tròn cho các bác là 100.000, cũng là hàng kéo bếp của Nhật nhá. Đấy, lên cho em là kéo bếp vàng 35.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mã kéo bếp cao cấp hơn một chút. Thì con này cũng là màu vàng và dòng này là để khui bia nhá. Đấy, khui bia cho nên là bên em lên nó là kéo khui bia. Giá sẽ là 75.000 cho một con kéo khui bia như này. Hàng cũng là của Nhật luôn, Japan, thép SK5 không gỉ. Con này thì đa chức năng luôn nhá. Có phần khuyết này các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, nem niếc thoải mái luôn này. Thứ hai là dùng khui bia này, thứ ba là mở nắp chai và thứ tư là kẹp cua ghẹ này và thứ năm là đánh vảy cá này. Đấy, làm vảy cá rất là ngon luôn. Đấy, rồi cắt đồ ăn trong bếp này, đây, cắt rất là ngon nhá. Đó, các bác thấy không? Cắt rất ngon luôn. Đây. Đây các bác nhá, các cụ nhà mình nói là dai như rẻ rách nhá. Đấy, còn không có cái gì dai bằng rẻ rách nữa rồi. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác thấy chưa? Đây. Bây giờ là em sẽ chập vào em cắt cho bác xem nhá. Đây, đầu tiên là cắt mỏng này. Đấy, cắt mỏng ok chưa? Đó, cắt mỏng ok nhá. Đấy, giờ sẽ chập vào các bác này. Đấy, chập vào như này. Các bác thấy không? Đấy. Túm vào vẫn cắt bình thường các bác. Đấy, thấy chưa? Đó. Dai như rẻ rách mà còn cắt được là các bác biết rồi nhá. Rất là ngon lành luôn. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái kéo như này. Giá chỉ có cho các bác là 65.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là kéo khui bia. À 75.000 các bác nhá. Xin lỗi các bác, 75.000, kéo khui bia 75.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Đây, kia cọ bàn ghế nhá. Giá sẽ là 35.000 cái cọ bàn ghế như này. Lên cho em là cọ bàn ghế rất đẹp luôn. 35k cho một em cọ bàn ghế như này. Con này thì dùng rất là tiện này. Các bác dùng để kỳ cọ bàn ghế này, phủi bụi trên bàn ghế rồi đồ đàn rồi tượng rồi nói chung là các cái đồ gỗ mỹ nghệ. Đấy, cái lông của nó thì rất là tơ mảnh và mềm thì dùng để cọ rất là sướng luôn. Giá sẽ là 35.000 cho một cái cọ bàn ghế như này nhá. Lên cho em là cọ bàn ghế, đường kính chiều dài của nó khoảng 20cm và cái chiều sâu này của nó khoảng 7-8cm. Đấy, rất là tiện và chiều ngang này khoảng 3-4cm nhá. Đó. Thì các bác đánh cọ bàn ghế rất là tiện luôn, chỉ có 35.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa đồng Đức nhá, hàng made in Germany, hàng của Đức và cái giá thì cũng rất là hạt rẻ cho bác luôn. Một cái con khóa đồng Đức như này bên shop đang tri ân khách hàng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá chỉ có cho các bác là 130.000 cho một con khóa đồng Đức như này thôi. 130k nhá. Con này thì nó khá là tiện để cho các bác sử dụng khóa cổng, khóa cửa cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, rất an toàn nhá. Đấy, tại sao nó an toàn? Tại vì cái chìa của nó là dòng chìa tròn nhá. Chìa tròn thì nó rất là khó làm giả các bạn. Đấy, các cái dòng chìa khác thì nó cũng rất dễ làm nhưng chìa này thì khó làm giả lắm. Đấy, đây. Đầu khóa rất là to này. Hàng made in Germany này, hàng nội địa của Đức nhá. Đấy, chìa này là chìa tròn khó làm giả này. Chống trộm tức là khó làm chìa này và chống cắt này. Đấy đây. Đấy, hai bên nó đều có ngoàm như này thì khi bác khóa vào là cái đầu lưỡi cắt nó sẽ rất là khó cắt tại vì nó không có cái phần để tựa. Đấy, cho nên là nó chống trộm chống cắt rất là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật của Đức cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn nhá. Và cái giá thì
bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác cái giá tri ân khách hàng chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, 130.000 cho một em khóa Đồng Đức này. Đấy, lên cho em là khóa Đồng Đức nhá. Giá sẽ là 130k cho em khóa Đồng Đức như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy thái rau nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 100.000 và dòng này thì dùng bằng tay. Các bác lên đã giúp cho em là máy thái rau bằng tay nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy rất là tiện ích luôn. Đây, thân máy của nó này. Đấy, thân máy này. Đấy, cái này là cái tay quay, các bác lắp vào đây cho em. Đấy, còn cái phần lưỡi thì các bác lắp vào hai cái hông này. Đó, lắp vào đây. Đây nó sẽ có cho các bác là combo cái bộ lưỡi này bao gồm cho các bác là 6 lưỡi thì nó sẽ có 3 bộ lưỡi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là lưỡi tròn, lưỡi dẹt và lưỡi sợi. Đấy, sợi tròn, sợi vuông. Thì các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi, rất là dễ dàng. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Và cái giá thì cực kỳ hợp lý nhá. Một con máy thái rau như này giá chỉ có 100 cành thôi. Đây, máy thái rau. Lên cho là máy thái rau bằng tay nhá. Đấy, giá sẽ là 100k. Con này là dùng bằng tay nhá, gọi là máy thôi nhưng mà nó dùng bằng tay chứ không phải dùng bằng điện đâu. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Vỏ ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn cũng tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Vỏ ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Đó, rất đẹp mắt các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác 100.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái máy xay sinh tố, hàng của thương hiệu Osaka. Đấy, các bác lên cho em là máy xay Osaka nhé. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 145.000 nhá. 145.000. Đây. Đấy, đầy đủ combo cho các bác này, một thân máy này, Osaka của Nhật này. Đấy, và một cái cối xay như này, kèm thêm cho các bác là một cái bộ 4 lưỡi. Đấy, 4 lưỡi thép không gì. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào này là mình xay thôi. Rất là ngon cho các bác luôn. Dòng anh cái dây điện đây nào. Đó, đây. Đặt tên như này là mình đưa máy vào là mình xay nhá. Đấy, và nhấp nút ở đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 145.000. Lên cho em là máy xay Osaka nhá. Máy xay Osaka, tắm bên này. Máy xay Osaka 145k cho một con máy xay Osaka như này. 145.000. Đây em sẽ cắm điện và em xay thực tế cho bác xem luôn. Dòng này công suất của nó sẽ là đây. Đấy, sử dụng là điện 220V nhá, 60Hz và 350W nhá, 350W đây. Đấy, các bác chỉ cần nhấp vào này mình xay này. Đấy, rất là ngon luôn. Nhấp nhả nhá, nhấp nhả chưa? Rất là ngon. Đấy, các em. Con này thì các bác có thể xay được thịt, xay cá, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Các loại quả đều ok hết. Giá sẽ là 145.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một con cối xay inox nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít. Đấy, còn con Osaka thì chỉ có 700 thôi. Con này dung tích của nó là 2 lít và giá thì sẽ là 150.000. Cũng giá rất là yêu thương cho các bác rồi, 150.000 cho một con cối xay 2 lít như này thôi. Con này thì cũng rất là tiện để cho các bác sử dụng trong cái việc chế biến thực phẩm, thức ăn, xay xiếc các thứ rất là ok. Đấy, một con máy xay 2 lít như này. Sản phẩm thì sẽ là bao gồm là một cối xay bằng inox nhá. Một cối xay bằng inox này. Đấy, đây. Nó sẽ có cho các bác là một cái cối xay bằng inox như này. Một cối xay bằng inox đây. Cối xay bằng inox dung tích là 2 lít, bộ 4 lưỡi kép này. Đấy. Hàng của Nhật nhá, có ốc ác các thứ đồng hàng về nhà các bác lắp ốc vào cho em. Đấy, ốc ở dưới đít đây. Đấy, cái ốc này để các bác bắt vào dưới đít ngược lên nhá. Đấy, và đây là cái thân của nó này. Đấy. Và một thân máy như này nhá, một thân máy như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Đấy, thì các bác muốn lấy cái Osaka thì lấy, mà lấy cái cối xay inox thì lấy nhá. Lên cho em là cối xay inox thì con này sẽ là 150.000. Rồi ok. Hello, vâng lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó thì hôm nay bên em lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác trong ngày hôm nay. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái em kìm chết nhá, kìm chết, hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ. Đấy, con này thì
bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ yêu thương luôn, chỉ có 100k cho một con kìm chết này các bạn này. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn đấy các bạn này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Hàng Crotman này, USA, hàng bãi của Mỹ nhá, hàng bãi của Mỹ. Hàng này thì bên shop về số lượng khá là nhiều cho nên là gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ có cho các bác là 100.000 cho con kìm chết như này thôi, 100k cho con kìm chết như này nhá. Lên mã tiêu cho em là kìm chết Mỹ nhá, giá của nó sẽ là 100k một chiếc này, 100.000 cho con kìm chết Mỹ này, hàng thương hiệu Crotman USA các nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ép tỏi nhá, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đây, ép tỏi này, hàng thương hiệu Winling của Đức đây. Winling hai hình người của Đức các bác này. Đấy. Winling hai hình người của Đức, made in Germany nhá. Đây, made in Germany này, hàng nội địa của Đức này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Ở đây thì các bác cho hành, cho tỏi, cho các cái vật liệu mình cần ép ở đây. Hành, tỏi rồi gừng rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, và các bác chỉ cần sập vào này cho em là xong. Đấy, cái phần đầu bi này của nó thì nó đã đẩy hết ra ngoài rồi, đẩy hết lòi ra ngoài này luôn, thì khi mà các bác ép là nó sẽ rơi ra hết luôn, nó rất là tiện và vệ sinh cũng rất là sạch sẽ, đưa vào xả nước đi là xong. Chất liệu của nó thì bằng inox nhá, inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi nhá, giá sẽ là 100k cho một con ép tỏi như này nhá, 100.000 cho một con ép tỏi như này, hàng siêu đẹp và giá thì cực tốt cho bác luôn, hàng made in Germany đó, ép tỏi 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao sói nhá, qua lên cho là bộ dao sói. Bộ này thì sẽ là bao gồm cho các bác là 4 con dao nhá, 4 con dao. Đấy. Bao gồm cho các bác là 4 con dao luôn, bộ dao sói nhá. Giá thì chỉ có 100k trong cái bộ dao sói như này thôi. Sẽ bao gồm cho các bác là 4 con dao. Đấy. Đây, sẽ có cho các bác là 4 dao như này, 4 dao, 1 kéo và 1 nạo. 4 dao, 1 kéo, 1 nạo. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Bộ này thì độ bén của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, nói chung là cũng là hàng chất lượng rồi, độ bén thì khỏi phải bàn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn, chỉ có 100.000 cho một cái bộ dao sói này thôi. Đây em sẽ test thử cho các bác xem nhé. Đây em sẽ dọc giấy cho bác xem này. Đấy, đây nhá, con nào cũng bén hết các bác nhá. Đấy, con nào cũng bén hết các bác này. Đấy, dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, rất bén luôn. Đấy, con nào cũng bén như nhau hết nhá. Đấy, con nào cũng bén như nhau hết này. Các bác này. Đó, con nào cũng bén như nhau hết. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 con dao như này. 4 dao nhá. 1 này, 2 này, 3, 4 này. Đấy, sẽ có 3 con nhọn này, 3 con nhọn và một con đầu bằng như này, và có dập vân chống dính nhá, dập vân như này. Đấy. Nó sẽ có vân như này, chống dính rất là tốt luôn. Đây, Japan này. Đó, Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Phân khúc giá bình dân cho các bác luôn. Một kéo này, một kéo một nạo này. Đấy, một kéo một nạo này coi nhá. Kéo này thì đa di năng luôn, mở nắp chai này, khui bia này, kẹp cua gẹ này. Đấy, cắt gà, cắt cá đều ok hết nhá. Đó thì combo cho các bác này, một cái nạo nữa này. Đấy, một nạo nữa. Đấy. Bộ dao này thì sẽ bao gồm là 4 con. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá tri ân cực kỳ là yêu thương luôn. Chỉ có cho các bác là một bộ dao như này. Giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đấy, 100.000 cho một cái bộ dao sói 4 con như này. 4 con như này nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Bộ dao sói này, đó. Bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Giá sẽ là 100k trong bộ dao sói như này nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kim chỉ các bác này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là kim chỉ nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. 25.000 cho một hộp nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ cho các bác luôn này. Đấy, có thứ nhất là có hộp đựng rất là xịn sò này. Đấy. Có một vỉ kim này, rồi kim băng này, thước đo này. Đấy, rồi là D này và một cái bộ combo chỉ như này, combo chỉ như này các bác này. Đấy, đầy đủ các cái màu chỉ như này nữa cho các bác lựa chọn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương nhá. Đấy, chỉ có 25.000 thôi. Sẽ có cho các bác là 10 cuộn chỉ này, một cái hộp kim như này. Đấy, và một cái hộp này thì các bác đựng rất là tiện dụng luôn. Khi mình dùng thì dùng xong thì mình là bỏ vào hộp này, tránh bị thất thoát rồi mất rồi khó tìm nhá. Đấy. Giá thì rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là kim chỉ nhá. Đấy, kim chỉ này. Giá chỉ có cho bác là 25k cho một cái hộp kim chỉ này thôi, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa nhá. Đấy, các bác lên mã giúp em đó là bộ quần áo mưa. Để cho em tí em rút cái này vào. Bộ quần áo mưa thì nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết đi kèm. Đấy. Đây, nó sẽ là một cái bộ quần áo mưa đúng như trên hình như này các bác nhá, đúng như trên hình như này. Đấy, một bộ nhá, một bộ chứ không phải là hai bộ đâu. Đấy, ở đây nó sẽ là có một bộ thôi. Còn đây là cái hình mô phỏng của nó thì nó sẽ là hai người. Đấy, đây, rất đẹp các bác này. Đấy, cỡ L là cỡ phổ thông nhá. Đấy, các bác 70-80 cân đều dùng được hết nhá. Cỡ L phổ thông như này các bác này. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, mặc vào thì rất là vừa vặn và ôm nhá. Đấy, đây, bên trong của nó thì nó sẽ là dòng hai lớp như này. Hai lớp cực kỳ tiện dụng cho các bác luôn. Đấy,
hàng hai lớp nhá, rất là ngon lành, ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đây các bác này, đấy, hàng hai lớp như này. Đấy, bên ngoài của nó thì nó sẽ là tráng chống nước cực kỳ là tốt nhá, tráng chống nước cực kỳ là tốt luôn. Bên trong thì nó sẽ là lớp vải như này. Nói chung là hàng hai lớp các bác mặc thì cực kỳ dày dặn chắc chắn, đặc biệt là mùa đông này. Đấy, và có đằng sau này thì nó sẽ có mũ cho các bác nhá, có mũ cho các bác đầy đủ luôn, bao gồm cho các bác là một quần một áo như này nhá. Đây, một quần một áo như này, combo cho các bác. Đấy, giá thì sẽ là 195.000, lên cho em là bộ quần áo mưa 195.000 nhá, bộ quần áo mưa này, bộ quần áo mưa giá sẽ là 195k. Nếu các bác mua ngoài thị trường nó sẽ bán cho các bác là khoảng 250 đến 300k nhá, 300.000. Đấy, có chỗ nó bán 350.000, nhưng bên shop bán cho các bác combo một bộ quần áo mưa đẹp như này, giá chỉ có cho các bác là 195.000 thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Thì đây nó sẽ là một cái cặp lồng. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là 2 tầng nhá, 2 tầng. Đây. Đấy. Bình thường nếu các bác đi mua một cái ô như này thôi, một cái ô inox xịn như này, dung tích là 500ml các bác này. Cái này thì nếu các bác đi mua cũng phải mất đâu đó vào khoảng là 40.000 cho một cái ô như này thôi. Đấy, thế mà bên shop bán chỉ có 180.000 cho một cái cặp lồng điện như này. Đấy. Đầy đủ nhá, dây nguồn những chiếc ở trong này luôn nhá, dây nguồn ở trong này luôn nhá. Đó. Và đây thì sẽ là một cái cặp lồng. Đấy, nó giống như cái nồi cơm điện luôn. Ở đây nó sẽ là một cái mâm nhôm nhá. Đấy, các bác cắm điện trực tiếp, điện 220 cho em. Đó, rất tiện ích các bác này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là yêu thương luôn. Đấy, dung tích của nó sẽ là 2 lít nhá. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó, tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Và cái lô này thì hàng về nó sẽ kèm cho các bác là một đôi đũa và một chiếc xìa nữa này. Đấy, một đôi đũa một thìa nữa. Hàng về theo lô nhá, có lô không nhá. Lô này thì là một đũa thìa inox luôn, một đôi đũa một cái thìa inox cho các bác này, rất tiện ích các bác nhá. Đấy, có chỗ để cho các bác luôn. Thì mình dùng để mình sử dụng nó rất là tiện trực tiếp luôn. Thì các bác có thể mang cơm, mang đồ ăn, đồ uống đi làm rất là tiện này. Đấy, dung tích 2 lít này, cắm lên thì có đèn báo nhá, đầy đủ công tắc công nghiệp đầy đủ cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác. Dòng này thì miễn chê rồi, dung tích của nó là 2 lít nhá. Hàng nội địa của Nhật này, sử dụng điện 110 đến 220V này. Đó, các bác thấy không? Đây, 50Hz này, 200W này, dung tích là 2 lít này. Đó, lên mã giúp cho em đó là cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện này. Đó. Cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Giá của nó sẽ là 180k cho cái cặp lồng điện như này, 180.000 các bác nhá, 180.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con mũ lưới các bác nhá. Đấy, các bác lên xem là mũ lưới này. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá thì cũng rất là tốt cho các bác thôi. Một con mũ lưới như này, hàng nếu các bác muốn đeo lưới thì đeo, còn không muốn đeo thì mình bỏ ra. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dòng lưới như này và có sẵn cho các bác là một cái phần như này để khi mà các bác đội nó sẽ không chạm vào cái mũ thì nó sẽ chống nóng cho các bác rất là tốt luôn. Qua kiếc của nó rất là ngon và xịn sò nhé. Hàng của lính Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn này. Đấy, dòng này thì khỏi địa bàn thôi. Các bác có thể đập phá thoải mái các bác này. Đấy, đập phá thoải mái các bác nhé. Đây, đấy. Em để xuống đất em đập cho các bác xem này. Đấy các bác thấy không? Đấy, đập phá thoải mái các bác nhé. Đấy, không hề hấn gì luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Các bác lên mã giúp cho em là mũ lưới, giá sẽ là 150k. Đó, mũ lưới này. Mũ lưới giá sẽ là 150k cho cái mũ lưới như này nhá, 150.000. Tiếp theo thì em bên cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn dầu mỡ nhá, chắn dầu mỡ. Đây nó sẽ chắn như này các bác này. Các bác có thể để trên bếp ga để mình chắn dầu mỡ khi mà mình chiên rán xào nấu, mình chắn vào. Giá thì chỉ có 25k thôi. Chiều cao của nó là 32cm và chiều rộng của nó là 84cm, mình có thể gấp tùy theo bếp này. Đấy, đúng như này luôn. Các bác có thể gấp gọn được nó bằng nhôm nhá. Đấy, bằng nhôm rất là tiện dụng luôn. Đấy, lên cho em là chắn dầu mỡ nhá. Chắn dầu mỡ này. Đấy, chắn dầu mỡ giá của nó sẽ là 25k cho một cái chắn dầu mỡ này. Các bác có thể tùy mình gấp vào như này được này. Đấy, gấp vào như này rất là ok luôn nhá. Chắn dầu mỡ 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái băng dính các bác này. Đấy, cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy này thì giá của nó sẽ là 15k khi mà mua lẻ, còn mua combo 3 cái thì giá sẽ là 10.000 một chiếc. Đấy, bao gồm là một dao và một lưỡi, một dao một lưỡi. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, một dao một lưỡi. Bên ngoài thì nó sẽ là phủ cao su non và bên trong bằng nhựa cứng nhá. Đấy, rất dày dặn chắc chắn các bác luôn, dùng để dọc giấy cái thứ rất là ngon. Đó, giá thì sẽ là 15k mua lẻ và mua combo thì giá sẽ là giá của nó sẽ là 10.000. Đấy, 10.000 một chiếc, mua combo từ 3 chiếc lên sẽ là 10.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips này. Hàng thương hiệu Philips đây. Công suất của nó sẽ là 3.000W này, máy sấy tóc hàng của Philips. Đấy, con này dùng rất là ngon luôn, con này bên shop bán cả vạn con rồi. Đó, dùng rất là tiện ích nhá. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây em sẽ cắm thử cho bác xem này. Và nóng rất là nhanh luôn nhá, chỉ cần mấy giây là đã nóng được các bác này. Đấy. Đây, nó sẽ có hai nước này các bác này. Đấy. Đấy. Đấy, nóng rất là nhanh luôn.
các bác nên dùng, tại vì cái mùa này bắt đầu là nó vào cái mùa lạnh nhá. Đấy, mùa lạnh mình gội đầu xong thì mình phải nên sấy luôn cho nó an toàn. Đấy, tránh cái việc là mình bị lạnh đầu, nước lạnh nó ngấm vào người nhá. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Các bác lên cho em là sấy tóc Philip nhá. Đấy. Lên cho em là sấy tóc này, đó. Sấy tóc nhá, giá sẽ là 130k cho một con máy sấy tóc nhá, 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc đây. Con này thì giá bán của nó sẽ là 80.000 trong cái tẩu thuốc như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một tẩu này và một cái bộ gioăng như này. Con này thì của nó thì sẽ là bằng nhựa thôi, còn cái phần này của nó thì phần chịu nhiệt nó sẽ là bằng hợp kim nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 80k trong cái tẩu thuốc như này. Hàng vừa đẹp vừa xịn sò vừa chất lượng để gửi tới các bác luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho cái tẩu thuốc như này. Rồi ok. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop về khá nhiều các mã hàng mới luôn. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop về cho các bác cái con thùng đồ nghề nhé. Người em thì nó sẽ là 70 cân. Và em sẽ lên em test cho các bác xem. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức nhá. Made in Germany các bác này. Đấy. Thương hiệu Matador, Made in Germany, hàng của Đức nhá. Đây hàng nội địa của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng thì của nó sẽ là hàng thép không gỉ nhá. Hàng thép không gỉ cực kỳ chắc chắn đây. Người em 60 cân các bác. Đấy. Em lên em dẫm đạp nhảy thoải mái cho xem nhá. Đấy. Này là ok đúng không? Đấy, rất chắc chắn luôn. Bỏ như ghế nào. Đó. Cân nặng của con này thì nó sẽ là vào khoảng là từ 3 đến 5 cân. Đấy, em không cần chính xác đâu, rất chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 5 ngăn nhá, một ngăn to và mỗi bên hai ngăn nhỏ nữa, tổng là 5 ngăn. Đấy. Các bác lên nó giúp em đó là thùng đồ nghề nhá. Đấy, thùng đồ nghề này. Lên cho em là thùng đồ nghề nhá, thùng đồ nghề. Thùng đồ nghề giá sẽ là 420k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn nhá. Kích thước của nó thì chiều ngang của nó sẽ là 42 này. Đấy, chiều ngang là 42 nhân với lại 20 nhân với 20 đó, tức là 42 x 20 x 20. Hàng thì có thương hiệu Matador nhá, Matador Made in Germany đó, rất chất lượng luôn đó. Đấy, rất chất lượng luôn nhá, dày dặn chắc chắn nhá, đai dứt các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đấy, có lấy khóa như này các bác có thể dùng cái lấy khóa này nhá. Đấy, dùng cái lấy khóa này đó, còn không dùng lấy khóa thì các bác có thể sử dụng bình thường, rất tiện ích. Đó, giá thì rất hợp lý nhá. Đây một con thùng đồ nghề đẹp như này mà cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 420.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán bao gồm cho các bác là 5 ngăn, chiều dài của nó sẽ là 42 cm, chiều cao này thì sẽ là 20 và chiều rộng là 20, cao 20, rộng 20. Đó, rất vừa vặn, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Matador nhá, Matador Made in Germany. Thì bên shop bán rất là nhiều rồi các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em đó là cái túi đựng cái túi đựng đệm này. Đây, đây nó sẽ là một cái túi để các bác lên xem là túi đựng đệm nhá. Đấy, nó sẽ có dòng đệm 1m6 và đệm 1m8. Chất liệu của nó thì nó sẽ là dòng túi bóng cực kỳ là dai luôn. Đấy, ở miền Bắc thì nhà bác nào cũng có đệm rồi. Miền Nam thì có thể là sử dụng ít hơn, nhưng miền Bắc thì nhà bác nào cũng có đệm. Cái chất của nó thì cực kỳ là dai luôn nhá. Đấy, hàng của Hàn Quốc này, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, chất túi cực kỳ là dai luôn chứ không phải là túi giòn đâu. Túi này rất là dai. Thì ví dụ như là chuẩn bị hết mùa đông rồi mà những cái túi đệm của nhà bác nào bị hỏng thì các bác lấy cái này về cho em. Đó, mua cái này về cho em để mình sử dụng nhá. Đấy, các bác lên cho em là túi đệm nhá. Túi đệm sẽ có cho các bác là dòng 1m2 và dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá. Giá thì chỉ có 60k thôi. Lên mã giúp cho em đó là túi đệm này. Đó. Túi đệm giá sẽ là 60k một chiếc nhá. 60k trên một chiếc. Nó có sẽ dòng là 1,6m nhá. Đấy và 1,8m. Đó, tùy các bác muốn sử dụng cái nào thì sử dụng. Đấy. Thì muốn sử dụng cái nào thì sử dụng có nhá. Đấy, lên cho em là túi đệm. Giá của nó sẽ là 60.000 một chiếc, có dòng 1m2 và dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, để các bác đựng cái chăn ga gối đệm nhà mình vào cho nó tiện. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác một cái combo kẹp quần áo như này nhá. Một cái set như này bao gồm là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, tức là 20 cái như này. Đấy, các bác lên cho em đó là kẹp quần áo nhá. Đấy, lên cho em là bộ kẹp quần áo này. Đấy, bộ kẹp này. Bộ kẹp quần áo, giá của nó sẽ là 30k cho một cái set kẹp quần áo như này nhá. Đấy, lên cho em là set kẹp quần áo hoặc bộ kẹp quần áo cũng được. Nó sẽ là 30.000 nhá. Đấy, 30.000 cho một cái bộ như này. Bao gồm cho các bác là 20 chiếc nhá. Đấy, 30.000 cho 20 chiếc. Đó. Lên cho em là bộ kẹp quần áo, giá sẽ là 30.000 cho 20 cái nhá. Đấy, 30k.
30k tổng của nó sẽ là 20 cái nhá, tổng là 20 cái. Bộ kẹp quần áo đây, cái này thì về nhà các bác kẹp như này các bác này. Đấy, đây để mình kẹp quần áo rồi kẹp đồ đoàn dinh tinh đều được hết nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái móc đơn nhá, móc đơn này. Đấy, các bác lên cho em là móc đơn. Thì cái này các bác dùng để kẹp quần áo, kẹp đồ phơi các thứ. Con này kẹp rất là chắc luôn đấy, kẹp rất là dính. Thì các bác có thể kẹp đồ để mình treo này, hoặc là nói chung là đa di năng được hết nhá. Nó lò xo rất là to và kẹp cực kỳ là tốt luôn. Con này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là móc đơn nhá. Đấy, bên shop sẽ bán cho các bác là sẽ là móc đơn này. Giá của nó sẽ là 20k trên 3 cái nhá, 20.000 trên 3 cái. Còn các bác mua cả chục thì giá của nó sẽ là 60k một chục nhá. Đấy, 60k trên 10 cái nhá, trên 10 cái. Đó, 60.000 trên 10 cái, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 20.000 3 cái, 20.000 cho 3 cái móc đơn như này. Đó, 20.000 3 chiếc các bác nhá. Đây. Sẽ là bên em bán theo combo 20.000 cho 3 chiếc móc đơn như này nhá. Đấy, 20.000 cho 3 chiếc móc đơn như này. Còn lại các bác mua lẻ mua cả chục thì sẽ là 60.000 một chục nhá, 60.000 một chục. Còn cái này thì các bác lên cho em là bộ kẹp quần áo nhá, bộ kẹp quần áo. Giá của nó sẽ là 30.000 cho 20 chiếc, 30.000 cho 20 chiếc như này luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây thắt nhá. Đấy, dây thắt. Đây, dây thắt hoặc là dây thít thì các bác lên cho em là dây thít đi. Con này thì bên shop sẽ bán theo sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nhang trầm các bác nhá. Đấy, nhang trầm. Đấy, nhang trầm thì một hộp này của nó sẽ là 45.000 một hộp này, và số lượng của nó thì nó sẽ là vào khoảng là từ 70 đến 100 vòng nhá, từ 70 đến 100 vòng. Đấy. Đây, từ 70 đến 100 vòng, một dây như này của nó sẽ là 2 vòng nhá. Một dây này của nó sẽ là 2 vòng này. Đấy, một dây này của nó sẽ là 2 vòng. Và số lượng của nó thì sẽ là từ 70 đến 100 vòng cho một dây như này. Và con này của nó thì nó sẽ là, con này của nó thì nó sẽ là gọi là một cái dòng nham hương trầm tự nhiên, siêu thơm cho các bác luôn. Hương trầm tự nhiên siêu thơm luôn nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 45.000 cho một cái hộp nhang trầm như này thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là nhang trầm nhá. Đó, nhang trầm. Đấy, hàng thì cực kỳ là thơm luôn. Nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Giá của nó sẽ là 45k trên một hộp này, bao gồm cho các bác là từ 70 đến 100 vòng. Và thời lượng đốt của nó thì từ 3 đến 5 tiếng nhá, tùy theo khu vực gió, từ 3 đến 5 tiếng cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ủng đi mưa nhá, ủng đi mưa. Đây, nó sẽ là một con ủng cực kỳ là tiện ích luôn, để các bác có thể dùng để mình đi khi mà trời mưa nồm bẩn thỉu như này. Đấy, trời mưa nồm bẩn thỉu, hoặc là bác nào nhà mà có ruộng có vườn cần phải đi ra vườn ra biếc thì các bác cứ đi giày đi tất bình thường, hoặc đi dép bình thường, sau đó thì mình xỏ vào cái ủng này cho em. Đấy, đây nó sẽ là một cái ủng chống nước cực kỳ là tốt luôn, và nó là dòng ủng rộng để các bác có thể đi giày vào đây đều được nhá, đi giày đi dép. Đấy, hoặc là đi qua các cái đôi dép của mình đều vào vừa hết nhá. Lên cho em là ủng đi mưa, giá sẽ là 100.000 một đôi. Cái này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, chất liệu của nó thì về bàn về độ chất lượng của nó rồi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ủng đi mưa nhá, ủng đi mưa. Giá của nó sẽ là ủng đi mưa này, ủng đi mưa, giá của nó sẽ là 100k cho một đôi ủng đi mưa như này, 100.000. Đây, em sẽ có video thực tế luôn. Khi đó, đi giày trong mùa mưa nữa, bởi vì đó, chiếc ủng này sẽ bảo vệ đôi chân của bạn. Đây là một vật dụng cần thiết trong những ngày mưa. Khi trời mưa, đôi chân của bạn rất dễ bị ướt và lạnh. Điều này có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe như nấm chân, viêm khớp, tê cống. Ủng đi mưa giúp ngăn nước mưa xâm nhập vào đôi chân của bạn, giúp bạn giữ ấm và thoải mái hơn. Bên cạnh đó, khi trời mưa, đường phố thường rất trơn và dễ trượt. Với thiết kế đế cao su chống trơn, ủng đi mưa giúp bạn có độ bám tốt hơn trên mặt đường, giúp bạn di chuyển dễ dàng hơn mà không bị trượt ngã. Khi trời mưa, đất cát và bùn có thể bám vào đôi chân của bạn. Ủng giúp bạn giữ vệ sinh cho đôi chân của bạn, giúp bạn tránh bị bẩn. Ủng đi mưa được làm từ chất liệu vải PVC chống nước hoàn toàn. Nếu bạn đang tìm kiếm một vật dụng để giúp bảo vệ đôi chân của bạn thì ủng đi mưa là một lựa chọn tuyệt vời. Đó, rất là ok các bác nhé. Giá thì chỉ có cho bác là 100.000 cho cái đôi ủng đi mưa này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Dây thít thì nó sẽ có dòng 20cm và dòng 30cm. Đây. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Cái dây này thì các bác ứng dụng rất là nhiều. Mình làm điện này, làm buộc các cái đồ đoàn này, rồi là dùng đa di năng được luôn. Bên shop thì bán theo bịch như này nhá. Một bịch này của nó sẽ là 250g nhá, 250g, và giá thì sẽ là 25k. Đấy, 25.000 cho một bịch như này. Thì nó sẽ có dòng là 30cm và dòng 20cm. Đấy, dòng ngắn này nó sẽ là 20cm nhá. Ngắn này là 20cm này. Đấy, đây, đây nó có thông số đây các bác này. Đấy, dòng ngắn này của nó sẽ là 250g và
20cm và số lượng cái của nó sẽ là 315 cái. Còn con to này của nó thì nó sẽ là cũng là 250g và chiều dài của nó là 30cm và số lượng là 143 chiếc. Đấy, hàng của Nhật nhá, có thông số kỹ thuật, có đầy đủ các cái mực thước cho các bác xem và nguyên đai nguyên kiện đóng gói như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, nó rất là tiện. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là dây thít nhá. Đấy, dây thít này. Đó. Dây thít giá sẽ là 25.000 nhá. 25k trên một bịch nhá, 25k trên một bịch. Nó sẽ có dòng là 20 sen và dòng 30 sen. Đó, tùy theo các bác muốn lấy dòng nào thì lấy nhá. Dây thít 25.000 trên một bịch như này thôi, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đấy, cái này thì nói chung là bác nào cũng biết rồi. Cái này thì chắc là không phải hướng dẫn nữa rồi đúng không? Đấy, thì nó các bác chỉ cần là đút vào là nó sẽ tự thắt vào thôi. Đây. Thì em sẽ lấy ra một cái để em mô phỏng cho các bác xem, không nhiều bác là không biết nhá. Đây. Đấy, các bác chỉ cần là đút vào này thôi là nó sẽ tự thắt các bác này. Đấy, đút này tự thắt. Còn nếu mà các bác muốn tận dụng lại thì các bác có thể dùng cái lẫy để mình gạt cái này ra. Còn lại là khi mà đã cho vào rồi thì nó sẽ không gạt ra được đâu. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình thắt đồ, thắt đoàn này, bao bì này. Đấy, các bác đi cấy lúa này, đấy làm ruộng này, đấy chỉ cần túm cái đầu bao và thắt vào cái là xong, cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là dây thít nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đèn cầm tay nhá. Con này thì giá chỉ có 100 cành cho con đèn cầm tay thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đầu sạc vào và một đầu sạc ra nhá. Đấy, chất lượng pin của nó này, đấy, rất là sáng luôn. Có một đèn cầu lồi này, đấy, hai mặt hai đèn led này và một đèn pha rất là giỏi này, một đèn pha rất là giỏi luôn. Đó, có báo pin nhá, có báo sẵn pin cho bác và có tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Giá thì chỉ có 100k cho một con đèn như này thôi, cực kỳ tiện dụng luôn nhá. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác ba hệ thống đèn và có tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, các bác về các bác chỉ cần để ra ánh sáng là nó cũng tự sạc luôn, mình không cần phải sạc mất công. Đó, giá thì chỉ có 100 cành cho một con đèn như này thôi các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay giá sẽ là 100k nhá. Đấy, 100.000 cho cái mã đèn cầm tay như này. Con này thì siêu tiện dụng luôn và tính ứng dụng của nó rất là cao, các bác có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, ăn cơm ăn nước thoải mái. Lên cho em là đèn cầm tay nhá, đèn cầm tay này, đèn cầm tay giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho con đèn cầm tay như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại của thương hiệu Nokia nhá, điện thoại thương hiệu Nokia. Đấy, điện thoại một sim, giá sẽ là 160.000. Ở đây sẽ bao gồm cho các bác là một củ sạc này, một viên pin và một chiếc điện thoại này. Đấy, một củ sạc, một viên pin, một điện thoại. Hàng thì nó sẽ về theo lô, có lô màu xanh, màu đen, màu xám tùy theo, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Giá thì chỉ có 160.000 trong con điện thoại này thôi, rất chắc chắn và ngon lành cho bác luôn. 160k một chiếc nhá. Đấy, các bác lắp vào cho em là xong này. Đó, bật nguồn lên cho em. Đấy, con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, điện thoại của thương hiệu Nokia. Đó, 160.000, có đầy đủ dây cáp sạc các thứ đầy đủ. Các bác có thể mua về để cho người già, cho các cụ nhà mình nhá. Đấy, rất là tiện luôn các bạn. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, thì mua về cho người già hoặc trẻ con, các bác cần một cái điện thoại ở nhà để mình liên lạc với những người ở nhà thì nó cũng rất là tiện. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đấy, lên cho em là điện thoại một sim nhá. Đấy, điện thoại một sim này, giá sẽ là 160k cho một em điện thoại một sim như này. 160.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. Đây nó sẽ là một con đuôi rất là tiện dụng và giá thì nói chung là hàng rất hạt rẻ rồi. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 cho một cái đuôi lò xo này thôi. Đấy, nó có lò xo có thể ngoắt nghéo để các bác đưa ngoảnh đi ngoảnh lại này, có công tắc đóng ngắt này. Đấy, có công tắc đóng ngắt. Về các bác xoáy cái bóng đuôi xoáy E27 vừa hết cho các bác luôn. Lên cho em là đuôi lò xo, chỉ có 35k trong cái đuôi lò xo này thôi. Đấy, có đây là đầu cắm này, các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện này, xoáy bóng vào bật lên cho em là xong. 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Đấy, giá này thì là bao rẻ trên thị trường rồi các bác nhá, không có đâu rẻ hơn đâu. Nó cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, rất tiện ích và dễ sử dụng, ngon lành cành đào cho các bác luôn. Lên cho em là đuôi lò xo, giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái vòi cam xanh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con vòi nước có màu cam, có màu xanh, cho nên là bên shop lên nó là vòi cam xanh luôn. Con này thì siêu tiện dụng nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn, chỉ có 50k thôi. 50k cho một con vòi cam xanh như này. Ở đây thì nó sẽ chia ra làm hai đường nước cho các bác luôn. Hai đường nước này, một hai đường nước này. Có gen xoáy nhá. Có gen xoáy như này các bác này. Đấy, có gen xoáy này rất là tiện này. Gen xoáy rong giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, thì để các bác có thể sử dụng để mình làm vòi rửa này, vòi tưới cây đa di năng cho các bác luôn nhá. Rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 50k cho một cái vòi cam xanh như này thôi. Đấy, nó sẽ về hai màu, màu cam và màu xanh như này. Cho nên bên shop lên nó là vòi cam xanh nhá. Giá của nó sẽ là 50k. 50 cành cho một em vòi cam xanh như này thì con này cũng rất là tiện ích để cho các bác sử dụng nhá.
lên mã giúp cho em đó là vòi cam xanh, giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá. Một bịch thì của nó thì sẽ là 12 chiếc. Đấy. Dòng này thì các bác chuyên dùng để lao động làm vườn rồi quét dọn vệ sinh, nói chung là rất là đa di năng luôn, rất đa di năng luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất ưu đãi nhá. Có cao su non này để chống trơn trượt này. Đấy, giá thì rất là ưu đãi cho bác luôn. Hàng của nó sẽ là hàng vải dệt 4D. Đấy, dệt 5D khi các bác đeo thì tay nhỏ, tay to, tay lớn, tay bé đều vừa hết, có cái độ co giãn nhất định. Đấy, thì bên shop sẽ bán theo combo. Nếu các bác mua lẻ thì nó sẽ là 5 đôi này. 5 đôi là sẽ là 40k nhá. 40k, còn một bịch là 12 đôi thì sẽ là 70k. Các bác mua cả bịch thì nó sẽ rẻ hơn nhá, mua cả bịch nó sẽ rẻ hơn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm pha cái bình trà 4 lạng nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bình trà đồng 4 lạng này. Chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng, bên trong có lót nhựa để tránh mất mùi hương trà nhá. Chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng. Đấy. Hợp kim mạ đồng cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó, đây, rất ngon lành cành đào các nhá. Đấy. Một cái lọ như này. Đấy, hoa văn của nó rất là đẹp luôn và giá sẽ là 290.000 nhá. 290k. Đấy, lên cho em đó là bình trà đồng nhá. Đấy, bình trà đồng. Bình trà 4 lạng này. Đấy. Bình trà đồng 4 lạng nhá. Trà đồng 4 lạng giá sẽ là 290k. 290.000 cho cái bình trà đồng 4 lạng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn cúc áo nhá. Đấy, có một đèn một cáp sạc như này. Và đây là chân sạc vào của nó này. Dòng này của nó thì siêu sáng luôn các bác. Đấy, siêu sáng luôn. Các bác dùng thì nó rất là tiện ích cho các bác luôn nhá. Siêu sáng luôn. Đây, có nam châm hít này, có nam châm hít rồi công tắc này, có móc khóa cho các bác này. Đấy, con này thì giá chỉ có 40k thôi và rất là sáng luôn. Đấy, con này nó hết pin rồi, về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. 40k cho một con đèn như này. Đấy, 40k cho một con đèn cúc áo như này thì các bác có thể mua để mình sử dụng đeo vào cúc áo này rồi mình làm vườn này, đi học đi làm này. Đấy, rất tiện ích các bác này, siêu sáng luôn. Chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình làm thợ sửa chữa chui rúc vào khe kẽ này, hoặc là các bác dùng khi mà mình đi ban đêm này. Đấy, cần thì các bác sử dụng cho em. Đấy, rất là nhỏ gọn nhá, đeo vào móc khóa được luôn. Đeo móc khóa luôn, nó chỉ rất là nhỏ gọn luôn. Lên cho em là đèn cúc áo nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một em đèn cúc áo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con đồng hồ LED nhá. Đấy, thì nó sẽ hiển thị như này, hiển thị như này. Đấy, thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện cho em. Đấy, cắm trực tiếp điện và cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá. Đấy, nó sẽ làm con đồng hồ LED như này. Và pin của nó sẽ hiển thị như này, vì nó sẽ hiển thị cho các bác là cả nhiệt độ, cả thời gian luôn nhá. Nhiệt độ, thời gian đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy. Đồng hồ LED 140k. Quay lên trên là đồng hồ LED nhá. 140k cho một con đồng hồ LED như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy, khi các bác mở lên thì nó sẽ như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, và nó hiển thị này các bác này, rất là tiện ích nhá. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là một con đồng hồ LED như này, chỉ có cho các bác là 140.000 rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 thì bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay. Từ 200.000 thì bên em sẽ bao ship, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đấy, thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mũ lưới hàng của lính Mỹ nhá. Hàng của lính Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. US các bác này. Đây, American này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 150.000 trong con mũ này nhá. Test thoải mái cho bác xem luôn này. Đấy. Test này. Đấy. Để trên tay thì đập nó không thật này. Để dưới đất đập nhá. Để dưới đất đập này. Đấy. Các bác thấy ok chưa? Ok chưa? Đấy, rất chất lượng cho bác luôn nhá. Đấy, em đập cực kỳ mạnh tay luôn này. Đấy, bác thấy chưa? Đấy, đập ầm ầm này luôn các bác. Đấy, không hề có một vết xước luôn nhá, không hề có một vết xước luôn. Đây, hai em này các bác này, hai em này. Đó. Hàng cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. 150.000 cho một con mũ lưới như này nhá. Giá sẽ là 150k. Đấy, nó sẽ kèm cho các bác một cái lưới như này. Thì các bác có thể đội cái lưới này vào cho em. Đấy, đội cái lưới này vào, hoặc không thích dùng lưới thì các bác có thể đội không. Cái lưới này gọi là cái lưới ngụy trang, thì các bác có thể đội vào hoặc là mình dùng để mình trang trí, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Và khi các bác đội vào thì mình để cái mũ. Đấy, để cái mũ có thể là nó va chạm nó không bị xước. Đấy, nó sẽ có cái lớp bảo vệ này rồi. Đó, thì tùy theo các bác. Nếu mà các bác thích đội thì đội, còn không đội thì cái đấy là tùy theo nhu cầu mục đích thôi. Đấy, khi đội vào thì nó rất là ngon luôn. Đấy, qua kiếc của nó rất là ngon các nhá. Và đây thì cái phần này của nó sẽ là cái phần lót để khi các bác đội vào thì nó sẽ gọi là không chạm vào ấy nhá, không chạm vào nó sẽ không chạm vào đầu thì nó sẽ không bị nóng. Đây em sẽ đội trực tiếp cho các bác xem luôn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, đội vào rất là vừa vặn nhá. Đây. Rất là ngon lành luôn, con mũ cực kỳ là xịn sò con bò cho các bác luôn. Đây các bác này, đó.
đội vào rất là đẹp, mũ ôm đầu đẹp, các bác có thể dùng đội để mình đi xe máy cũng rất là ok luôn, xe máy xe đạp đều ok, đội nắng mưa đều được nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một cái con mũ lưới như này, giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000 cho em mũ lưới như này, đập phá thoải mái cho bác luôn, không phải lăn tăn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là mũ lưới nhá. Đấy, mũ lưới giá của nó sẽ là 150k, 150.000 cái mũ lưới như này, hàng của quân đội Mỹ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái tẩu tẩu thuốc nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái tẩu cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, cực kỳ là tiện ích. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái tẩu thuốc như này, giá của nó sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, đây xem cái tẩu thuốc này giòn giết các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đó, con này thì chất liệu của nó sẽ là bằng nhựa mạ đồng nhá. Còn cái này của nó thì bằng hợp kim này. Các bác có thể cho thuốc vào đây để mình hút này, thuốc lào, thuốc lá đều được hết nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên mã em là tẩu thuốc, giá sẽ là 80.000 cái tẩu thuốc như này nhá. 80.000 cái tẩu thuốc như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tay nắm cửa nhá, tay này. Các bác lên xem là hít cửa này. Đấy, hít cửa 15.000 cho một cái hít cửa như này. Cái này thì các bác dùng khi mà cái cửa nhà mình, đây cái cửa nhà mình nó có cái quai cầm thì các bác dùng cái này nó sẽ chống sốc rất là tốt luôn. Đấy, nó có cái độ hít nhất định nhá. Đấy, và giá sẽ là 15k. Lên xem là hít cửa, giá sẽ là 15k cho một cái hít cửa như này bằng silicone mềm. Các bác dùng nó rất là tiện ích nhá. Đó, đây các bác nhá, combo của nó thì nó sẽ là bao gồm một cái ngắn, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái tay nắm như này. Đó, thì các bác về các bác việc sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Về mình lồng một cái tay nắm cửa cho em, nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc là các cái cửa thông phòng. Đấy, rất là tiện. Thì nó sẽ hít vào cho các bác như này, và khi mình trẻ em nhà có trẻ em nó đầy đổ các thứ thì nó sẽ không bị va quệt. Đấy, và nó không tạo tiếng kêu và rất là an toàn luôn nhá. Giá thì chỉ có 15k cho cái hít cửa như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Có loại 20 sen và loại 30 sen. Thì giá của nó sẽ là 25.000 trên một bịch như này. 25.000 trên một bịch như này. Và đây em sẽ thử một chiếc cho bác xem. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình thít đồ, thít đạc này, dây bao, bao giang, bao giếc này, hoặc là làm cây, làm cối rất là ok. Đấy, các bác cứ thắt vào này cho em là xong. Ok. Đấy, dòng này của nó thì dây của Nhật cực kỳ chất lượng rồi. Dây của Nhật cực kỳ chất lượng. Đấy, cái bịch 30 sen này thì bịch 30 sen này, bịch này dài là 30 sen này. Đấy, 30 cm. Giá giá thì sẽ là 25k nhá. Đấy, 30 và 20 sen đều bằng nhau. Cái này thì sẽ là 250g và 143 chiếc nhá. 143 chiếc. Còn con này thì của nó sẽ là 250g 315 cái, nó ngắn hơn cho nên được nhiều hơn, đều là 2,5 lạng nhá. 2,5 lạng. Đấy, tức là 2 lạng rưỡi cho một bịch như này. Và giá thì chỉ có 25k thôi nhá, 25k. Đấy, có loại là 20 sen, cái ngắn này là 20 sen này, cái dài là 30 sen, thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình thít đồ đoàn vào như này. Đấy, bao giang bao giếc, có loại con này dài 30 sen đây. Đấy thì rất tiện luôn. Các bác chỉ cần thít vào như này cho em là xong, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái nắp cống nhựa ngăn mùi nhá. Nắp cống nhựa ngăn mùi. Đây nó sẽ là một cái nắp cống nhựa tuyệt vời như này. Giá cũng chỉ có 15k thôi. Lên cho em nắp cống nhựa ngăn mùi, 15k trong cái nắp cống nhựa ngăn mùi như này nhá. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy khi các bác đặt vào này, đấy thì nó rất là tiện ích luôn. Đó, nước chảy ngon lành nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Có cái phần lưới lọc này, rất là tiện này. Đấy, lọc rác, lọc giếc các thứ cũng rất là ok. Các bác chỉ cần là cầm lên đổ đi là xong. Đó, rất tiện ích cho các bác luôn. Và nó giữ nước ngăn mùi rất là tốt cho các bác luôn. Đây, test thử với khói các bác này. Đấy, đây cái bên này có nắp cống, sử dụng nắp cống nhá. Đấy, nước đọng lại này và khói không thể ra được các bác nhá. Thì rất tiện ích luôn. Một con nắp cống nhựa ngăn mùi như này giá sẽ có 15k thôi. Các bác về các bác sử dụng nó rất là tiện ích. Sử dụng được hầu hết với các cái loại vòi ống nước cát sàn nhà mình các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con này thì các bác lên cho em là bộ lấy dây tai đèn nhá, bộ lấy dây tai đèn. Đấy thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân có hai đầu lấy dây tai này, một đôi pin này và một cái bộ kẹp như này. Đấy thì rất là đa năng luôn. Tất cả đều là những cái đầu này đều là có sẵn pin hết nhá. Các bác sẵn pin rồi, về nhà các bác chỉ lắp đặt cho pin vào cho em là xong. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ lấy dây tai đèn như này, rất là tiện ích luôn. Về nhà thì chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi, nó phù hợp và các bác dùng nó đa di năng, lấy cho người già trẻ con hoặc là lấy cho người khác thì rất là ok nhá. Đấy, lên cho em là lấy dây tai đèn nhá. Đấy, dây tai đèn này. Lấy dây tai đèn giá sẽ là 60k nhá, 60k trong cái bộ lấy dây tai đèn như này. Đó. Thì các bác này, đấy, nó có đèn sáng như này. Đấy. Có đèn sáng như này, các bác lắp pin vào cho em là ok nhá. Đấy, lắp pin vào này. Đấy, lắp cho em hai viên pin vào. Đó, bật lên này. Đấy, có cái đầu đây.
Có cái đầu này các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào là xong nhá. Đấy, mình dùng để lấy dây tai này. Đấy, rất tiện nhá. Đó, rất tiện luôn. Và cái đầu này nữa này. Đầu này thì nó sẽ có sẵn pin cho bác luôn. Bật lên này. Đấy, dọi vào lỗ tai này, rất sáng luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Combo cho các bác như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi đồng tưới cây tăng áp nhá. Vòi đồng tưới cây tăng áp. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là combo này. Đấy, ba đầu nhá. Đấy, sẽ có ba đầu nối như này. Ba đầu nối cộng một đầu vòi bằng đồng như này nhá. Một đầu vòi bằng đồng như này. Đấy, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Giá thì chỉ có 50 cành thôi, 50 cành. Đấy, về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình cho em là mình sử dụng thôi, rất là tiện nhá. Đấy thì con này nó sẽ kết nối được hầu hết với các cái loại đầu vòi nhá. Đầu ra đầu vào nó kết nối được hết. Ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác các cái đầu vòi kết nối này. Đấy, như các ứng dụng đây, các bác lắp đặt theo thực tế cho em. Và nó sẽ ra là tia nhọn này. Đấy, tia hoa sen các thứ này để các bác dùng để mình xịt rửa tưới cây làm vườn, rồi nói chung là rửa xe rửa cộ đều ok hết. Combo cho các bác một cái bộ vòi đồng tăng áp như này, giá chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, 50.000 cho bộ vòi đồng tăng áp này nhá. Lên cho em là vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50k cho một bộ vòi đồng tăng áp này, tưới cây rất là tiện. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy sấy đũa nhá, máy sấy đũa. Đấy, đang ở cái mùa nồm ẩm như này thì các bác nên dùng con này cho em. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn của cái cục sạc điện thoại nhá. Đó, và các bác mở cái này lên cho em này. Đấy, và các bác có cái miếng dán đây. Về nhà các bác dán lên tường cho em. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là thêm các cái móc để các bác treo móc ở dưới mình treo đồ, có ba cái móc nữa để các bác mắc ở dưới đít. Đấy, dưới đít này có lỗ để các bác mắc vào treo đồ cho em. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho một con máy sấy đũa như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó, khá tiện dụng để cho các bác sử dụng trong cái công việc hàng ngày của mình, đặc biệt là đũa bát nhá, có nhá. Đấy, lên cho là máy sấy đũa này. Máy sấy đũa. Máy sấy đũa thìa nhá, máy sấy đũa giá của nó sẽ là 100k cho một cái con máy sấy đũa như này, 100k nhá, 100.000. Đó, rất tiện ích. Đây sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái con máy sấy đũa này luôn. Đây các bác này. Đấy. Đấy. Đấy, các bác đặt vào cho em, cắm điện lên, bật máy lên, nó có tia hồng ngoại giúp khử mùi rồi diệt khuẩn rất là tốt. Hộp sấy đũa thông minh, rất tiện lợi và đặc biệt bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Em cũng nên mua về xài đi, dễ làm em mà lại quá nhiều lợi ích. Trước đây chị toàn phải nấu nước sôi để khử trùng đũa muỗng, phải phơi nắng để sấy khô khử mùi. Giờ thì có hộp sấy đũa thông minh, chị khỏe re, có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mẹ ơi, có thứ hay vậy sao chị không giới thiệu cho em? Đấy, rất tiện luôn các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ ví xanh nhá. Đấy, cái bộ ví xanh. À đúng rồi, bộ ví xanh. Giá sẽ là 100.000. Đấy, nó sẽ là một cái ví màu xanh như này. Và trong này thì rất là nhiều chi tiết luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là bấm móng tay chân. Có tới 4 cái bấm móng tay chân luôn. Kìm bấm da chết này, rồi bộ nặn mụn này, rồi tỉa lông mũi này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Kéo tỉa lông mũi rất đủ. Đủ bộ combo cho các bác như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái bộ ví xanh như này nhá. Các bác lên cho em là ví xanh 100.000. Ném cho anh cái chai xịt chuột này. 100.000 nhá. Đấy. Xịt mũi. Ném. Giá sẽ là 100.000 đúng nhá. 100.000 cho cái 100.000 cho một cái ví xanh như này. Đấy, thì các bác dùng nó rất là tiện. Lên mã giúp cho em là ví xanh. Ví xanh nhá. Giá sẽ là 100k một cái. 100k cho cái ví xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi. Con này thì sẽ là dùng bằng tay thôi. Các bác dùng bằng tay nhưng rất là tiện ích này. Đấy, các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ ra này. Đấy, ở đây thì em sẽ bóp thử cho các bác xem bằng cái chổi lông này luôn đây. Các bác chỉ lắp vào này thôi này. Đấy, đút vào này. Đấy, là mình tỉa là nó sẽ ra đứt này. Đấy các bác này. Đấy, nó đứt ra này các bác này. Đó, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, dùng xong thì các bác lại dùng cái chổi này vệ sinh đi cho em. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cái tỉa lông mũi này bằng inox này thôi, rất chặt chẽ sắc sắn, đựng trong một hộp rất xịn sò này. Lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi này. Tỉa lông mũi giá sẽ là 50k nhá. 50k cho cái tỉa lông mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai sản phẩm đó là cái chai xịt muỗi nhá. Đấy, xịt muỗi. Đấy, thì nhà các bác nhà nào cũng có muỗi côn trùng kiến gián, hàng này hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, thì các bác xịt cho em. Đó, muỗi côn trùng kiến gián này. Đấy, muỗi côn trùng kiến gián các bác cứ xịt trực tiếp này cho em. Đó, xịt trực tiếp này. Đấy, thì rất là tiện luôn. Đấy, muỗi côn trùng kiến gián các bác xịt trực tiếp này cho em. Đấy, của nó là hương tự nhiên nhá, sinh học nhá, rất là an toàn luôn. Giá của nó sẽ là 30k nhá. Lên cho em là xịt muỗi nhá. Xịt muỗi, giá của nó sẽ là 30k cho một lọ xịt muỗi như này. 30.000 cho một lọ xịt muỗi như này thôi các bác này. Cái này thì rất tiện ích luôn, rất tiện ích, các bác có thể sử dụng lâu dài được các bác nhá. Đó, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi đôi nhá. Đấy, cái vòi đôi. Đây nó sẽ là một cái vòi đôi đa di năng như này. Đấy.
bao gồm cho các bác là hai cái vòi như này thì rất tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là vòi đôi nhá. Đấy, vòi đôi. Vòi đôi thì ở đây sẽ có hai đầu ra như này bằng inox 304, giá thì chỉ có 70.000 thôi, 70.000 trong cái vòi đôi như này. Đấy, inox 304 có hai đầu ra và có gioăng giếc kết nối đầy đủ cho bác luôn. Gioăng gen kết nối đầy đủ để các bác sử dụng nó rất là linh hoạt nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòi đôi nhá. Đấy, vòi đôi giá sẽ là 70.000 cho vòi đôi như này. Còn bên shop có cả vòi đơn luôn, vòi đơn thì chỉ có 50.000 thôi. Đó, lên cho em là vòi đôi này. Vòi đôi giá sẽ là 70k cho cái vòi đôi như này nhá. 70.000 trong cái vòi đôi này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ kẹp quần áo nhá. Bộ kẹp quần áo một bịch này của nó thì sẽ là 20 cái và bên em bán sẽ là 30.000. 30k cho một cái bộ kẹp quần áo như này. 30k bao gồm 20 chiếc thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, cái này kẹp của nó rất là ngon, lò xo rất là chắc chắn nhá. Đó, thì một bộ này của nó sẽ bao gồm là 30k và có tổng là 20 chiếc. Lên trên là bộ kẹp quần áo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái móc đơn này. Đấy, cái móc đơn như này thì các bác có thể dùng để mình móc quần áo, treo đồ, treo đàn đều được hết nhá. Đấy, chứ không nguyên là móc quần áo, các bác có thể dùng để treo đồ. Cho nên là bên em lên nó sẽ là móc đơn. Con này thì bên shop sẽ bán theo combo nhá. Đấy, các bác mua lẻ thì nó sẽ là 20k trên 3 cái nhá, trên 3 cái. Còn lại là mua combo 10 cái thì sẽ là 60k nhá. 10 cái sẽ là 60.000 cho cái móc đơn như này các bác này. Cái này các bác lên cho là móc đơn nhá. Đấy. Móc đơn đó. Móc đơn. Đây, đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái túi đệm nhá. Túi đệm, cái này thì các bác chuyên dùng để mình bọc cái đệm nằm đấy, đệm nằm mùa đông đấy các bạn. Đó, rất là dai luôn, chất liệu của nó rất là dai luôn, túi bóng dai nhá, túi bóng dai mềm. Thì các bác dùng không lo bị giòn, bị hỏng, rất là tiện ích nhá. Thì nó sẽ có dòng cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8, 1m6 2m và 1m8 2m vừa với khổ giường của mình. Lên mã giúp cho em đó là túi đệm nhá. Đấy, túi đệm. Giá sẽ là túi đệm này, giá sẽ là 60k trên một chiếc, có dòng 1.6m nhá, 1.6m và 1.8m thì tùy theo các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đều là giá 60.000 hết. Đấy, 1.6m, 1.8m. Giá thì rất vừa vặn cho các bác luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Bên em thì ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã ship rồi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái dây điện hàng của Nhật các bác nhá. Hàng của Nhật thì bên em có hai mẫu, một là dây vàng, hai là dây xanh. Đó thì có hai mẫu vậy để các bác lựa chọn. Cái dây này thì nó sẽ dài khoảng từ trên dưới 20m nhá, trên dưới 20m. Giá thì khoảng từ bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 một quận như này. Dây thì nó sẽ là dây 1.5 và đây thì nó sẽ có đèn báo cho các bác luôn nhá. Có đèn báo cho các bác như này. Đấy, và phần kết nối các bác này. Đấy, cắm mà cực kỳ là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái phần kết nối rất là ngon lành để cho các bác sử dụng nhá. Thì ở đây một quận này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng nhá. Dài khoảng từ 20 đến 30 mét. Đấy, lên cho em là dây điện vàng này. Đó. Dây điện vàng. Đấy. Lên cho em là dây điện vàng. Chiều dài của nó thì từ 20 đến 30 mét nhá. Giá thì sẽ là 170k nhá. 170.000 cái dây điện vàng như này các bác này. Tiếp theo thì nó là cái dòng dây điện xanh này. Dây điện xanh thì dòng này của nó sẽ là dây 2.5 nhá. Dây 2.5. Đó, dây 2.5 và con này của nó sẽ là có các mẫu là 5m, 10m và 30m. Đây. Dòng dây ổ đúc, dây của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, Japan này. Đấy. Japan này các bác này. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là theo combo nhá, theo combo. Đấy, tức là bên shop bán nó sẽ có các cái mẫu 2m, 20m này. Đấy. 30m, 10m và đây nó sẽ có các cái kích thước như sau. Đấy, mẫu 10m này, 5m thì sẽ là 5m là đi 220.000, 5m 220k. Đó, 10m thì sẽ là 320.000, 320k. Đó, và 30m thì sẽ là 650.000 nhá, 650.000. Đó, 10m là 330.000 và 30m sẽ là 650.000. Đấy, thì các bác muốn mua mẫu nào thì mua. Đó, nó sẽ có dòng là 5m, 10m và 30m. Đấy, còn lại là cái này thì cái này của nó thì từ 20 đến 30m nhá, hàng về tùy theo lô.
và giá thì sẽ là 170.000 cho cái dây như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò, thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Hàng về thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, chất liệu của nó là bằng da bò. Đấy, và hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Thắt lưng da bò Mỹ siêu chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi cho các bác một cái thắt lưng như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho một con thắt lưng này. Đấy, mặt của nó là mặt đúc liền. Mặt đúc liền cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, thắt lưng da bò, hàng của Mỹ đây. Có hai màu nhá, có hai màu. Màu đen và màu nâu như này, màu đen màu nâu như này. Sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này nhá. Chất liệu 100% là da bò tự nhiên, hàng made in USA này. Đấy, made in USA như này, chất liệu da bò tự nhiên. Dạo này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác khỏi phải lăn tăn về chất lượng cũng như là về giá nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi. 100% là da bò tự nhiên. Đấy, sợi da bò nguyên miếng tự nhiên nhá. Hàng tự nhiên cắt trực tiếp như này luôn, không có qua phải trần khâu máy gì cả. Rất chất lượng cho bác luôn. Đây, da bò tự nhiên này, made in USA nhá, made in USA. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Lên mã giúp em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò này. Giá sẽ là 180k. Hàng về sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đây, con này nó sẽ là một cái dòng massage nhé. Đấy đây, nó sẽ là một cái dòng massage như này. Đấy, thì các bác lên cho em là massage tay nhé, massage tay. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cả sung điện luôn. Giá thì sẽ là bút massage nhá. Các bác lên cho em là bút massage. Giá thì sẽ là 90.000. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra này. Xoáy cái nắp này ra, sau đó thì các bác cho pin vào cho em, cho pin vào đây. Sau đó thì mình đậy nắp vào. Đấy, đậy nắp vào. Và con này thì nó sử dụng bằng sung điện nhá, bằng sung điện đây. Đấy, các bác bật này nó sẽ lên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Các bác thấy không? Cái này thì nó sẽ có dùng sung điện này. Đấy, các bác dùng để massage thì rất là tốt luôn. Đây các bác này. Đấy. Em cho vào là nó tanh tách cái đầu ngón tay này các bạn này. Đấy các bạn thấy không? Cái đầu ngón tay nó giật giật đấy. Đấy. Nói chung là cái này thì nó vừa rung và vừa sung điện luôn, thì các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, massage sung điện nhẹ nhàng. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là kèm sẵn pin và hai cái đầu massage như này nhá. Hai đầu massage các bác có thể tháo ra mình thay. Đấy, tháo ra mình thay rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là bút massage nhá, bút massage. Giá sẽ là 90k. Đó, bút massage này. Bút massage này, giá sẽ là 90k cho một con em bút massage như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Con này thì nó rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác cắm cái cục này vào nguồn điện 220 nhà mình này, sau đó thì các bác cắm máy bơm này, máy bơm nước, bóng đèn rồi bình nóng lạnh các thứ qua đây. Khi nào các bác cần sử dụng thì các bác chỉ cần bật này, tắt bật này là xong. Đấy, khoảng cách của nó là 1.000m nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 270.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là điều khiển từ xa nhá. Giá sẽ là 270.000. Đấy, điều khiển từ xa này, điều khiển từ xa. Giá sẽ là 270k và bao ship về nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là hút bụi thảm nhá. Giá sẽ là 290.000. Đấy, con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn các bác này. Đấy. Các bác cứ nhấp này cho em là nó sẽ hút này, và về nhà các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy. Dòng này thì để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy qua đẩy lại như này ở cái thảm thì nó sẽ hút cho các bác cái bụi ở trên cái thảm rất là tốt luôn. Và giá thì sẽ là 290.000 nhá. Lên cho em là hút bụi thảm này, giá sẽ là 290.000. Con này thì dùng nó rất là tiện ích, các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt, hút thảm giường rồi đồ gia dụng nhà mình, nó rất là tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn treo này. Đó, đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn treo. Con đèn treo này thì giá đèn treo này nó có cho các bác là một cái cáp sạc như này. Đây, và một con đèn như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây, bật lên rất sáng luôn nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Đó. Đây, đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Rất tiện ích nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 125.000 cho con đèn treo này thôi. Đây, em dọa cho các bác xem này. Đấy, pha của nó này rất tuyệt vời luôn nhá, rất sáng nhá. Đấy, có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Và nó sẽ có cho các bác là cả cái bộ đèn bên hông này nữa nhá. Đó, đèn bên hông này nữa này, để các bác dùng ăn cơm ăn nước này, các bác có thể treo lên. Con này thì nó sẽ kèm cho các bác thêm một cái quai đeo này nữa này, một cái quai đeo ở đây để các bác quạt vào đây mình đeo
mình đeo vào trong người luôn đấy, cần thiết thì mình đeo vào người luôn các bạn đấy, đeo vào người để khi mà mình đi lại hoặc là tay mình đang cần chế độ rảnh tay thì các bác đeo lên người cho em, nó rất là tiện luôn đấy, hoặc các bác đeo lên trực tiếp hoặc là qua đeo cái này lên đấy. Giá thì rất hợp lý rồi, công tắc nó cực kỳ ngon lành luôn, chân sạc của nó thì có kèm chân sạc ra cho điện thoại luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 125.000 thôi, 125.000 cho con đèn treo như này. Con này thì rất tiện ích, sử dụng thì cũng là đa di năng luôn. Đấy, sử dụng đa di năng thì nói chung là dòng mà sử dụng được đa di năng thì nó rất là thích luôn. Đó, lên cho em là đèn treo nhá. Đèn treo giá sẽ là 125k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái con đèn VIP nhá. Đấy, đèn VIP. Con này thì nó sẽ là bao con này thì sẽ là 140.000 cho con đèn VIP như này. Đây, hàng Polish này, made in Japan. Thân của nó thì bằng hợp kim nhá. Thân của nó bằng hợp kim. Đấy, cho nên các bác dùng nó rất là thích này. Đấy, thân bằng hợp kim. Về nhà các bác chỉ cần lắp pin vào cho em thôi. Nó sử dụng hai quả pin 18650 và dung tích của nó sẽ là đây, hai quả pin 16850, pin 3.7V 4200mAh. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Lắp vào, đấy, bật lên. Lắp vào bật lên là xong. Đấy. Nếu các bác lắp vào mà bật không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, đảo chiều đi là ok thôi. Đó là bật nó sẽ lên. Đấy các bác theo. Đây. Bật lên sau đó thì mình xoáy vào mình sử dụng thôi. Đó, thân của nó thì bằng nhôm. Quay. Đây, cái chỗ đen này là chân sạc này. Các bác chỉ cần là bóp này sạc này. À bật này. Đó. Con này thì pha của nó cũng rất là rọi luôn các bác này. Đấy. Pha của nó rất là rọi và đèn rất là sáng. Hai viên pin 18650, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đó. Đây, điểm sáng của nó cũng khá là lớn luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn VIP nhá. Có kèm cho các bác cả củ sạc luôn. Đèn VIP 140.000 cho một con đèn VIP như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em là đèn VIP này. Đèn VIP giá sẽ là 140k nhá. 140k cho con đèn VIP như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi da các bác nhá. Đấy. Ba lô da này, ba lô da. Con này thì giá của nó sẽ là một con ba lô da đẹp như này. Đấy, có quai đeo, quai sách đàng hoàng, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là 50cm, chiều rộng là 20 và chiều cao thì nó cũng vào khoảng là trên 20 một chút, khoảng 25. Đó. Và đây nó sẽ có cho các bác một cái ngăn để các bác để dép guốc vào đây. Đấy, để dép vào đây rất là tiện. Con túi nó bằng da mịn như này thì khi các bác dùng thì không sợ mưa ướt nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là da mịn này các bác này. Đấy, dùng không lo bị chảy xước rồi mưa ướt rồi, nói chung là đa di năng luôn. Ở đây thì nó sẽ có một cái khuy để các bác đeo vào cái ba lô này. Đấy, và đây thì nó sẽ là một cái ngăn khá là to luôn. Một ngăn khá là to và bên trong thì nó sẽ có các cái ngăn phụ nữa. Đây, các bác có thể để một cái ngăn thường này để đồ linh tinh này và một ngăn có khóa chống nước nhá. Ngăn này có khóa chống nước luôn. Đấy, túi bóng chống nước luôn, để giấy tờ điện thoại các thứ rất tiện nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 cho cái ba lô da như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là ba lô da nhá. Giá sẽ là 130k. Đấy. 130.000 cho cái ba lô da như này thì con này cũng khá là tiện để cho các bác dùng trong việc là đi du lịch này. Đấy. Du lịch đi chơi, đi làm, đi học hoặc là nói chung là công việc đều ok hết. Giá thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Lên mã giúp cho em đó là ba lô da nhá. Giá sẽ là 130.000 cho cái em ba lô da như này. Đó. Rồi ok.